Được nha, chờ chút anh gọi Huyền cái. À đây rồi, on rồi, on rồi. Anh vừa mới đi về xong. Nay mọi người có đi đâu không? Nay em không. Ở nhà thôi gì? Vâng. À, có cái bình nó đi xuống nhà ngoại kia. Ơi, ai cơ? Bình á? Cái bình nó bảo nó ở nhà ngoại. Ok. Ok, hello em. Ngài nghe được không nào? Mọi người nghe được cả không? Ok. Mình em mình bắt đầu. Em chào anh. Kêu gì cơ em? Ok, chào em. Em nhà lợn này cũng biết vào mà học à? Ok. Tao lúc nào cũng học. Cứ ngươi đi. Nghe nghe cũng lịch sự đúng không? Nghe cũng lịch sự phết đấy nhờ. Thôi bắt đầu nhé mọi người ơi. Đây chúng ta sẽ trước cái đề của sở Bắc Giang. Cái đề này thì chuẩn cái của cánh diều rồi nhé. Chuẩn của cánh diều. Nhưng mà nó hơi ít câu trắc nghiệm một tí. Thì chúng ta sẽ cố gắng hôm nay làm hai đề nhé. Đây em chờ một tí thôi. Mọi người vào bây giờ thì mình sẽ làm cùng luôn. Đó, nó sẽ hơi mờ một tí nhé mọi người, nhưng mà chúng ta có thể nhìn được. Ok. Rồi rồi, bắt đầu nhé. Nào, câu số 1 này. Bắt đầu luôn nhé mọi người nhé. Trong các cái công thức sau đây thì công thức nào đúng đúng không? Thì ở đây bạn ấy đã khoanh trước cho mình đáp rồi. Cho nên là chúng ta sẽ kiểm tra luôn nhé, xem bạn ấy làm đúng hay sai nhé, cho đỡ mất thời gian được không mọi người. Mọi người lấy máy tính nào, mọi người bấm cho anh nhá. Cốt của 150 nào. Nhá, cốt của 150 chúng ta bấm bằng này. Thì kết quả bằng là trừ căn 3 trên 2, đúng không? Như vậy là câu 1 mình chọn A luôn được không mọi người ơi? Ok không nhỉ anh em ơi, mấy anh em ơi? Được không? Nhá, câu 1 chọn A luôn này. Nha. Câu số 2 này. Cho tam giác ABC đúng không? Biết hai cạnh đúng không? Và biết góc A rồi, chúng ta tính độ dài BC nhá, theo định lý cosine luôn này. Căn bậc 2 của này hai bình này đúng không, cộng với ba bình này đúng chưa, trừ cho 2 x 2 x 3 đúng không, nhân thêm gì nữa, nhân thêm cốt đúng không của 60 độ đúng chưa, nhân thêm cốt của 60, mình bấm bằng luôn nha, kết quả bằng căn 7 nhé các em, được chưa, kết quả phải bằng căn 7, hai bình cộng ba bình đúng không, trừ cho hai nhân hai nhân ba. Rồi như vậy nó bằng căn 7 nhé. Gà có ra dùng anh không em? Có ạ. Ok rồi, ok nha, như vậy các em chọn cho anh ý C. Nào câu tiếp theo, tập xác định của hàm số này nhá. Thì đối với câu 3 anh sẽ giải sang ở bên tay phải nhé. Các em có thể ngó cùng anh luôn này. Mấy anh em mình làm cẩn thận một chút nha. Đề của sở thì chắc nó không sai đề được đâu nha. Câu 3 nhá, thì chúng ta thấy rằng này, các em có thấy là nó có hai con căn không? Đấy, như vậy các em đặt cho anh điều kiện này. Điều kiện nhá, đó là x trừ cho 1 lớn hơn hoặc bằng 0 này, đúng không? 2 trừ cho x cũng lớn hơn bằng 0 luôn. Ok, tương đương nào. Dòng trên nào, x lớn bằng 1 đúng không? Dòng dưới là gì nào? X nhỏ hơn hoặc bằng bằng 2 đúng không? Các em kẹp vào cho anh nhá. 1 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn bằng bằng 2 nhá. Như vậy câu này các em phải chọn cho anh ý C mới là đúng. Được chưa nào? Câu 3 chốt C nhá. Cả nhà mình hiểu không cả nhà mình ơi? Vâng. Câu số 4 này. Nào, định lý sin nào mấy đứa ơi? Mấy đứa còn nhớ định lý sin không? Nào, câu 4 nào, định lý sin thì mình có là gì nhỉ? B chia cho sin B đúng không? Thì bằng gì? Vâng. Bằng 2R đúng không? Nào thế thì mấy đứa rút R ra. R bằng gì? Bằng B trên sin B sau đó chia 2 đúng không? Như vậy là nó bằng là B trên cho 2 lần sin B nhá, được chưa? B trên cho 2 lần sin B có đáp không mấy đứa? Có không? Rồi, nó là ý C nhá mấy đứa. Đó, anh nên cố gắng chữa chậm chậm một tí để mấy đứa có thể là theo dõi được nha. Cố lên, sắp thi rồi. Câu số 5 nhá. Tập nghiệm của phương trình này là đúng không? Cái này thì các em có thể dùng máy tính các em kiểm tra đáp cho nhanh. Lấy máy tính cùng anh nào. Câu số 5 lấy máy tính nha. Được chưa? Các em bấm cho anh này. Căn bậc 2 của mấy đứa bấm cùng anh luôn nha. X bình này trừ 2x này, mấy con này bấm thôi, không cần giải tay đâu. Trừ 4, được chưa? Anh bấm xong vế trái rồi thì anh chuyển vế phải sang nha. Trừ cho căn bậc 2 của 2 trừ x, được chưa?
trừ cho căn bậc 2 của 2 chữ x, đúng không? Lấy vế trái trừ vế phải nhé. Bắt đầu bấm CALC này, can này. Rồi can cho anh số âm 2 giống như bạn đi xem nào. Can âm 2 vào nha. Can âm 2 vào. Rồi, âm 2 vào nó ra bằng 0 nhá. Như vậy là âm 2 thỏa mãn thì kem gạch cho anh ý A đi. Được chưa? Và gạch ý cuối bởi vì hai ý này không có số âm 2. Cho anh tí nào, cho anh tí dép qua cái tin nhắn cái nhá. Được rồi, ok nhá. Thì vừa rồi này, kem nhìn này. Vừa rồi thì anh vừa thử cái số âm 2 đúng không? Đó, bây giờ anh thử nốt cái số 3 nhá. Thử nốt số 3 này. Bằng bằng này. Số 3 bị lỗi phép tính đúng không? Số 3 bị Anh lỗi phép ơi, không phải em vẫn lên số âm 2 là lỗi phép tính mà. âm 2 nó ra bằng 0 mà. Nghe Đây. là lỗi cú pháp. Nó ra bằng 0 đây. Nào, thế thì bây giờ em phải ngó lại cái biểu thức em nhập vào trong máy tính có đúng không nào. Nhìn này, nhìn cái biểu thức của anh. Nào, nhìn được không? Mấy đứa nhìn được màn hình không? Bấm biểu thức giống của anh nào, sau đó bấm nút CALC nhá. Nhập số âm 2 này. Rồi bấm bằng này. Đó, nó ra bằng 0, đúng không? Ghi đúng như anh ghi mà. Đúng rồi luôn. Ừ, thế bấm giống hệt rồi á. Bấm Vâng. xe bấm xe LC nhập âm 2 vào thì nó ra bằng 0, đúng không? Đó, thì chứng tỏ âm 2 là nghiệm. Thế còn nếu mà mình xe LC số 3 vào nhá thì nó ghi là lỗi phép tính, vậy số 3 không được, đúng không? Nhá, vậy là chúng ta gạch ý C đi. Đáp án là ý B. Bấm lại xem nào, bấm lại một lần xem nào. Đây. Đây, ngó ngó cái biểu thức, đây biểu thức đây. Rồi 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 em biết rồi. Ừ. Ok chưa, hiểu chưa? Đó. Rồi chờ một tí nha, chờ một tí nha. Ừ, hello em. Chờ tí nhé, chờ tí. Anh em xem qua câu số 6 luôn đi, anh em xem qua câu số 6, câu số 7 đi nhá, xong rồi anh chữa luôn đấy. Anh đang xử lý một tí tiền nong cái cuối năm. Anh ơi, Huy nó bảo là nó xuống 880 là ra luôn bằng âm 2. Nếu mà nó bằng 2 nghiệm thì như nào? Nó bảo em và anh thế. Cái gì? Em ơi, con này nó cho tập nghiệm thì em đừng bấm như thế, em đừng bấm shift zone. Nha, đừng bấm shift zone em ơi, câu này đừng bấm shift zone làm cái gì cả, bởi vì câu này nó cho em tập nghiệm rồi, tức là nó cho em trước các nghiệm rồi em thử đáp luôn, bấm CALC nhé, đừng shift zone làm gì cả, bấm CALC luôn, bấm can luôn, can luôn đó, can luôn cái số 3 vào này đúng không, nó lỗi là không được, can số âm 2 vào này đúng không, thì em thấy nó ra bằng bằng không, vậy em chọn luôn đúng không, đó nha, đừng bấm shift zone làm cái gì cả nha. Con này không cần shift zone đâu. Câu số 6 này, trên bản đồ địa lý đúng không? Người ta cho mình cái tứ giác Long Xuyên đúng không? Nào, ok. Người ta yêu cầu này, chúng ta cần tính khoảng cách giữa Châu Đốc và Rạch Giá đúng không? Được chưa? Châu Đốc là cái đỉnh C này, các em có nhìn được không? Châu Đốc nằm ở trên đây nhá. Rạch Giá là cái điểm điểm R đúng không? Đấy, các em cần phải tìm cái thằng thẳng đứng này giúp anh nhá. Ok, hello em. Rồi. Well, đi đâu từ nãy giờ Huyền ơi? Đã Đi đâu từ nãy đến giờ? em vừa nhận giá xong em vào học chưa anh? Ok. Được rồi, thế thì bây giờ chúng ta cần phải tính cái đường nét đứt CR nhé mọi người nhé. Được chưa? Thì để tính được cái đường nét đứt này cho nó tiện hơn thì các em sẽ lấy cho anh cái điểm ở chính giữa chỗ này này. Nhá, các em lấy cho anh cái điểm ở chính giữa chỗ này là điểm H đi. Nhá, các em lấy là điểm H đi. Cái bài này có ở trong sách giáo khoa này anh. Ừ, ok em. Đó, thì chúng ta Ở sẽ đâu em học hết giờ cái sách giáo khoa cái đứa chi tiết mà dần à,
Có sách nào thì sách nhá. Đấy, mình sẽ lấy cho anh cái điểm H ở chính giữa. Thì anh nghĩ rằng là chúng ta sẽ đi tính cái đoạn CH và đoạn HR. Chúng ta sẽ tính hai cái đoạn này, chúng ta cộng lại vào nhau là được, đúng không? Được rồi, thế thì bây giờ anh sẽ sử dụng cái định lý cosin nhá, được chưa? Thì mục tiêu đầu tiên là anh sẽ đi tính cái cosin của cái góc H1, được chưa? Sau đó anh tính cosin của góc H2. Các em nhìn nhá. Đầu tiên ấy thì mình các em tập trung vào góc H1 nha. Nếu mà các em lấy góc H1 này làm chuẩn thì mình sẽ có như sau này, các em nhìn xem có phải không nha. 49 bình phương, đúng không? Thì nó chính là bằng 78 bình phương cộng với 104 bình phương trừ cho 2 nhân 78 nhân 104, đúng không? Và nhân với lại cos của cái góc gì? Cos của con H1. Các em công nhận không nào? Anh đang dùng định lý cosin cho cái tam giác ở bên trên ấy. 49 bình phương, đúng không? Bằng 78 bình cộng 104 bình trừ 2 nhân với tích hai cạnh hai bên là 78 và 104, đúng không? Và nhân với cos của H1. Rồi, bây giờ mình hãy coi cả cos H1 bằng x và chúng ta bấm shift zone cho nó nhanh nhá. 49 bình này, đúng không? Alpha bằng này, 78 bình này, đúng không? Cộng với 104 bình này trừ cho 2 nhân 78 nhân 104, đúng không? Nhân với x nhá. Coi cả con cos đấy là x luôn, mình bấm shift zone này, shift zone bấm bằng. Rồi, máy tính nó ra được con x cho mình rồi, tức là ra con cos cho mình rồi đấy các em. Được chưa? Đó, các em có thể lấy cái con này về dạng phân số nhá, các em bấm AC một lần này. Rồi các em bấm An, các em bấm bằng. Đó, như vậy nó ra con cos cho mình nha. 4833 phần 5408 nha, đúng không? Đó, nhưng mà mấy đứa thì cũng không không cần phải viết cái số này ra đâu. Bây giờ mấy đứa quan sát tiếp cho anh này. Nếu mà chúng ta vẫn lấy góc H1 này làm chuẩn, đúng không? Nhá. Đấy, thì lúc này thì mình sẽ có là cái con CH đó là cạnh gì nhỉ? CH nó là cạnh đối, đúng không? CH nó là cạnh đối, thế còn HC nó là cạnh gì nhỉ? Nó là cạnh huyền, đúng không? Đối chia huyền nó lại bằng sin. Ồ, thế thì nếu mà bị như thế này nhá, thì mấy đứa lại phải lấy ra góc rồi. Ok, thế thì để anh lấy ra góc luôn này. Anh bấm nhá. Shift code, được chưa? Shift code của cái con x đấy nhá. Con x là cái con chúng ta vừa tìm được ấy, thì nó sẽ ra góc nhá các em. Các em bấm bằng giúp anh nhá, nó ra góc này. Đó, thì các em thu được cái góc của mình nó bằng là 26,66 độ, tức là các em tìm được góc H1 đấy là khoảng 26,66 độ. Được chưa? Rồi, bây giờ nhá, mình quan tâm một chút này. Cái con CH nhá mà chia cho con HC đúng không? Là đối chia cho huyền. Đối chia huyền là bằng sin của H1 đúng không? Vậy mình có này. Sin của cái con H1 ấy nhá, sin của con H1 bằng đối là con CH nhá, đúng không? Trên cho huyền, huyền là CH luôn. À, huyền là ở từ từ. Ở đây lại có H rồi à? Thế thì anh xin lỗi các em, cái này anh nghĩ là mình nên đổi đỉnh một chút nhá. Anh đổi đỉnh đây là đỉnh K đi, được chưa? Để cho nó đỡ bị trùng điểm nhá. Được chưa? Đó, thì nó chính là bằng đoạn CK nha mấy đứa. CK. Đó, CK. Rồi, chia cho CH đúng không? Đấy, chia cho CH. Vậy từ đó thì mấy đứa tìm được ngay CK đúng không? CK thì nó chính là bằng CH nhân với lại sin của H1. Đúng không? Rồi, thế thì bây giờ bằng luôn này. Anh lấy máy tính anh bấm nha. Thì máy tính của anh đây. Rồi, thế thì cái đoạn CH của mình là bằng 78 đúng không? 78. Rồi, nhân với lại sin của cái góc H1 đúng không? Thì anh bấm là sin. Cái góc H1 thì mình vừa tính nó vẫn đang lưu ở trong A đấy các em nhé. Rồi các em bấm bằng thôi. Đó, như vậy là chúng ta được cái đoạn CK là 34,3 con 9. Thì thôi, con này làm tròn thành 35 luôn nhá. Như vậy là CK nó bằng 35. Ok không? CK nó bằng 35. Đó, được chưa? 35 nhá. Coi như là 35 luôn. Được rồi, đó, như vậy là anh đã tính xong được cái nửa bên trên. Được chưa? Bây giờ anh sẽ cố gắng anh tính RK, đúng không? Thế thì bây giờ RK anh sẽ tính theo một cái cách khác có được không mấy đứa? Được không? Anh sẽ không sử dụng cái sin cos nữa có được không nhỉ? Được không? Không sử dụng cái định lý cosin nữa mà anh sử dụng công thức diện tích để anh tính RK có được không? Tức là tính bằng hai cách khác nhau luôn. Được không mấy đứa? Ok không? Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng cái công thức Heron nhé. Được chưa? Heron ấy, được chưa? Công thức Heron. Được chưa? Để chúng ta tính được cho anh cái diện tích của tam giác HRL, được chưa? Tính diện tích của tam giác HRL, được không? Đó, chúng ta sẽ tính cái diện tích của tam giác này. Tam giác này chắc chắn là các em tính được bởi vì các em biết ba cạnh rồi, 77, 104 và 56. Nào, mấy đứa thử tính giúp anh xem là diện tích của tam giác này nó bằng bao nhiêu nào? Diện tích của tam giác HRL ấy, biết ba cạnh rồi tính diện tích. Còn nhớ công thức không? Căn bậc 2 của P nhân P trừ A nhân P trừ B nhân P trừ C ấy. Mấy đứa nhớ công thức đấy không? Alo, alo. Alo, alo.
Anh em ơi, anh em đâu hết rồi? Anh từ từ đã, em đang tính. Ừ. Đây. Đó. Rồi, ok, đó anh đã bấm xong công thức Heron vào trong máy tính nha, anh bấm CLC này. Đầu tiên là D đúng không? D thì anh lấy cả ba cạnh cộng lại chia cho 3 nha. 104 này. Rồi, cộng với 77 này. Cộng với 56, anh đóng ngoặc vào, đúng không? Anh chia 2. Đúng không? Chia 2 rồi. Cộng tất cả các cạnh vào chia đôi thì nó ra nửa chu vi thôi, bấm bằng nha. Cạnh thứ nhất là 104, cạnh thứ hai là 77, cạnh thứ ba là 56, anh bấm bằng nha. Rồi, thì kết quả của anh này là 2 nghìn đúng không? 2111 đúng không? Phẩy 092356 đúng không? Đó, như vậy là anh đã tính được cái diện tích đúng không nào? Anh đã tính được diện tích của cái tam giác này rồi theo công thức Herom. Sau đó thì kem thấy rằng là gì? À, chúng ta thấy được rằng là đối với một cái tam giác ấy thì mình sẽ có cái diện tích của nó ngoài cái Herom này ra đúng không? Thì nó sẽ còn một cách nữa là bằng 1 phần 2 này nhân độ dài đáy. Độ dài đáy thì mình chọn là bằng HL cho anh nhá. Được chưa? Nhân chiều cao chính là bằng đoạn RK. Đúng không? Vậy từ đó RK của mình ấy thì nó chính là bằng 2 lần diện tích và chia cho HL đúng không? Đó. Rồi, bây giờ anh sẽ bấm tiếp này. Lại lấy máy tính nha, anh bấm này. 2 nhân diện tích nha, tức là 2 nhân với an đúng không? Rồi, chia cho HL là chúng ta chia cho 104 nha mấy đứa. Anh bấm bằng này. Rồi, thì kết quả anh thu được là 40 nhá, 40,597 đúng không? Thôi, anh sẽ làm tròn thành là 40,6 nhá, được chưa? Xấp xỉ là 40,6 cây số, được không? 40,6 cây số. Được chưa? Bằng 40,6 km. Được rồi, đến lúc này thì chúng ta tiến hành là gì? Chúng ta cộng cho anh hai cái con màu xanh này vào nhau thì chúng ta ra đoạn được đoạn CR thôi. Cộng vào nhau nhé, chúng ta lấy 35 cộng thêm 40,6 hoặc là cộng thêm an đi cho nó chính xác, được chưa? Rồi bấm bằng này. Rồi, kết quả 75, nhá, 75,59 đúng không? Rồi, như vậy con này làm xấp xỉ là 76 các em ạ, bởi vì người ta yêu cầu làm tròn đến hàng cây số, tức là hàng km luôn á. Được chưa? 75,6 75 luôn đi, 76 luôn đi, bởi vì là sau số 5 là số 5 này này, hàng đơn vị này là số 5 thì mình làm tròn lên mà, đúng không? 76 luôn nhá, được chưa? Đấy, như vậy đáp án đúng nó phải là ý cuối cơ các em. Đó, thế là cái thanh niên này sao tính sai nhiều thế nhỉ? Được chưa? Làm tròn đến hàng đơn vị các em ạ. Đó. Ok chưa? 40,6 là làm tròn thành 41 đúng không? 35 cộng với 41 là bằng 76, đáp án là ý cuối nhá. Đó. Herom đúng không? Rồi, thế thì bài này thì chúng ta sẽ có lại công thức Herom thôi, đúng không? Ôn lại được một chút về công thức Herom nhá. Và mình sang câu 7 này. Nào, bất phương trình sau đây đúng không? Có miền nghiệm là phần không tô đậm các em nhé, nhớ là phần không tô đậm. Được rồi, nó hơi mờ một chút nhá, các em sẽ ngó qua một chút này. Thì cái điểm cắt chỗ này nó là số 3 nhá. Đây nó là số 3, được chưa? Còn Cái này là thử thử không phải. cái này nó là âm 2, được chưa? Được rồi, ok anh bảo này. Đúng rồi, đầu tiên thì em thử số 0. Kem thấy rằng là cái số 0 ấy là nó không nằm trên miền nghiệm kem nhá. Đúng không? Thế thì kem sẽ ngó cho anh này. Số 0 không nằm trên miền nghiệm, kem gạch cho anh ý A luôn. Đúng không? Bởi vì ý A là số 0 nằm trên miền nghiệm nha. Gạch cho anh ý C luôn. Đúng không? Đúng chưa? Ý C này nhá, cũng gạch luôn. Đúng không? Rồi. Số 0 á, số 0 thì không nằm trên miền nghiệm. À từ 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 từ. Số 0 không nằm trên Đâu anh làm ngược rồi. ngược cả, từ từ thế này ngó lại xem nào. Vâng. Số 0 không nằm trên miền nghiệm là nhỉ, từ từ thế thì để anh Nếu là thì là ý ừ, B, B. kết quả Ừ, là ý ý B. C thì nó sẽ chứa điểm số 0. Ừ, đúng đúng chính xác, ngược Ngược ngược. lại. Ngạch con này đi, đúng không? Rồi. Vâng. Còn con nào nữa không? Gạch ý C luôn đúng không? Ý C là Vâng. số 0 nằm trên miền nghiệm, đúng rồi. Rồi, ý D này xem nào. Ok, được rồi. Nhá, đấy như vậy là đầu tiên là dùng số 0 thì chúng ta có thể gạch được B và C. Tại vì là số 0 thì nó thắng được cái số âm 6 mà, đúng không? Như vậy là nó sẽ nằm ở trên miền nghiệm, đúng không? Gạch B, gạch C nhá. Bây giờ chỉ còn ý nào thôi nhỉ? Chỉ còn ý A đúng không? Và ý D. Các em thấy ý A và ý D có giống hệt nhau không? Giống hệt nhau đúng không? Thì các em để ý này, cái đường người ta vẽ là đường nét gì đây? Nét liền đúng không? Đúng chưa? Nhưng người ta nói với mình là gì đây? Đọc kỹ này. Có làm sao đây? Không kẻ đường thẳng D, các em thấy không nhỉ? Không kẻ đường thẳng D, vậy chứng tỏ ta phải quanh vào ý ý cuối nhá, đúng không? Bởi vì là nếu mà tính cả đường thẳng D nữa thì nó sẽ có số bằng, đúng không? Các em gạch ý A đi nhá.
Đó. Ok chưa mấy đứa ơi? Ok không? Không kẻ đường thẳng thì là không có dấu bằng, vậy là chọn ý cuối. Được không nhỉ? Ổn không? Cô 7 đấy được chưa? Alo, alo. Tiếp nha. Câu 8 này. Cho hệ bất phương trình này đúng không? Cặp số x y nào là nghiệm nhé. Ok, thế thì bấm dòng trên trước thôi. Bấm dòng trên trước nào. X này, trừ cho 3 lần y này. Được chưa? X trừ cho 3 lần y, bấm can nha. Bấm can, được chưa? Xem con nào nó ra lớn hơn 5 thì bắt đầu mình giữ nha. Còn bé hơn 5 hoặc là bằng 5 thì mình gạch nha. Nào, 1 này, 2 nha. 1, 2 nó ra bằng âm 5. Đúng không? 1, 2 nó ra bằng âm 5. Vậy âm 5 là không được rồi. Âm 5 thì không thể nào mà thắng được cái số 5 ở đây đâu. Như vậy là gạch A luôn đi. Đúng chưa? Rồi, sang ý B này. 1, âm 2 nha. 1, âm 2. Nó ra bằng 7. 7 là được rồi nha. 7 là thỏa mãn đấy. Ý C này. 3, 1 nha. 3, 1. 3, 1 nó ra bằng 0. 0 thì không thể thắng được 5 rồi. Gạch C luôn này. Ý cuối nhá. Là 3, âm 1. Đúng không? 3, âm 1. 3, âm 1. Rồi, 3 âm 1 nó ra bằng 6, được chưa? Rồi, như vậy là đến đây thì chúng ta vẫn còn B và còn D nha. Bây giờ bấm dòng số 2 này. 2x cộng với y. Được chưa? Rồi, bấm can nha. Kết quả ta hy vọng nó phải bé hơn hẳn 3 nhé. Nào, can ý B trước này. X bằng 1 này. Y bằng âm 2 nha. Mình bấm bằng, nó ra bằng 0 đúng không? Số 0 thì có bé hơn số 3 không? Có đúng không? 0 thì bé hơn 3, như vậy là ta chọn ý B được rồi. Đó. Rồi, như vậy là mình xong được câu 8 nhé mọi người. Được rồi, bây giờ mình sẽ sang cái trang tiếp theo luôn này. Đề này nó chỉ có hai trang thôi, mọi người có thấy không? Nó chỉ có hai trang thôi. Đó, rất nhanh. Tiếp nha. Rồi, chúng ta sang câu số 9 này. Cho parabol có cái tọa độ đỉnh Y, đúng không? Được rồi. Đỉnh Y nhé, tọa độ đây rồi. Và đi qua điểm A, đúng không? Âm 25. Giá trị của biểu thức S bằng A cộng B cộng C là bao nhiêu? Ok, như vậy câu 9 này chúng ta sẽ giải tay nhé mọi người nhé. Bởi vì chúng ta cần phải ôn lại cái parabol này một chút xíu. Đó. Rồi, anh sẽ giải tay xuống dưới nha. Rồi, ok. Thế thì chúng ta sẽ có những cái dấu cộng như sau này. Dấu cộng đầu tiên, cái này hôm nọ mình học mình ôn rất kỹ ở trên lớp rồi đấy. Bây giờ mình chỉ học lại thôi nha. Dấu cộng đầu tiên này. Thì mình có x của con y, đúng không? Thì nó bằng gì nào? Nó bằng trừ b trên cho 2 lần a, đúng không? Và cái này người ta cho mình bằng âm 1. Các em để ý là ở đây nó có hai cái dấu trừ nhá. Vậy các em triệt tiêu luôn cho anh này. Vậy mình có b trên 2a nó bằng 1, đúng không? Rồi, lúc này thì các em nhớ rằng nhá, cái tử số thì bằng cái đuôi nhân cái mẫu số nhá. Vậy là mình có b thì nó bằng là 1 nhân với 2a, vậy kết quả là 2a, đúng không? Vậy tương đương tiếp đó là 2a trừ b bằng 0. Rồi, như vậy anh đã thu được một con. Nào, chúng ta sang con số 2. Bây giờ các em nhớ rằng là gì? Bản chất là đỉnh Y vẫn phải thuộc vào parabol, đúng không? Đấy, vậy từ đó thì mình sẽ suy ra nha. Nào, các em thấy rằng là điểm Y mình có x nó bằng âm 1, y của nó bằng 4 nhé. Các em thay vào parabol nhé. Thì mình có này, âm 1 bình thì nó bằng 1, đúng không? Như vậy mình được luôn là A đi, đúng không? Trừ cho B này, đúng không? Cộng thêm C nhá, thì kết quả con này phải bằng 4, đúng không? Cái này hôm nọ mình học rồi, đúng không? A trừ B cộng C, cái này bằng 4, đúng không? Rồi, cuối cùng, parabol đi qua điểm A, dấu cộng số 3 này. Điểm A thuộc vào parabol. Đúng không? Thế thì em ngó này, điểm A là âm 25 nhá. Thì các em nhớ là âm 2 bình phương là bằng dương 4 nha. Mình được là 4A trừ cho 2B, đúng không? Cộng C, thì cái này nhận về kết quả là 5. Được rồi, chúng ta sẽ thu được nốt con cuối. Bây giờ các em lấy máy tính ra bấm hệ thôi là xong rồi đấy. Nhá. Ok không? Menu 913, được chưa? Menu 913 nhá. Nhập hệ đồ này. 2, âm 1, 0, 0. Dòng số 2 này. 1, âm 1, 1, 4, dòng số 3, 4, âm 2, 1, 5. Rồi mình tính nha. Như vậy mình được ngay A bằng 1, B bằng 2, C bằng 5, đúng không? Vậy mình sẽ cộng vào 1 cộng 2 cộng 5, kết quả bằng 8 các em nhé. Đáp án là ý C, bạn này làm đúng rồi, được không? Như vậy mình được ngay A nó bằng 1 này, B nó bằng 2, C nó bằng 5 nhé. Các em cộng lại thì kết quả bằng 8 là ok. Đúng không? Mọi người xem lại có đúng là giống hệt cái bài ôn hôm nọ mình vừa ôn xong không nhỉ? Đúng không mọi người? Anh ơi, anh nhìn lại cái chỗ là y thuộc C đi anh. À, em nhớ rằng là tọa độ đỉnh Y nhá, đỉnh đỉnh Y là đỉnh của parabol thì Y nó phải nằm ở trên parabol rồi đúng không? Thì cứ chỗ nào có x em thay âm 1 vào, còn cứ chỗ nào có y em thay cho anh số 4 vào nhá. Đúng không? Nhá, nghe rõ chưa?
cứ chỗ nào có ích em thay cho anh cái con âm 1 vào nhà đây, em thay con âm 1 vào cái chỗ này này. Cũng như là em thay cả âm 1 vào cái chỗ này nữa nha. Đó. Thì kem thay vào âm 1 bình có đúng là bằng 1 không? Như vậy mình được là một con A, đúng không? Âm 1 vào thì mình được là trừ B. Đây ta được trừ B, đúng không? Còn C ta giữ nguyên thôi. Thì Y của mình nhá, thì mình thay vào Y, nó bằng 4. Các em hiểu không nhỉ? Được chưa? Ok, hiểu Ừ, ok em. Đó. Tương tự như thế với điểm A nhá. Cứ chỗ nào có x em thay cho anh âm 2. Nhưng mà nhớ là âm 2 bình nó bằng dương 4 nhá. Dương 4, đúng không? Còn B này nó là trừ 2B, đúng không? Cộng thêm C, kết quả về bằng 5. Được chưa các em? Đó. Cái bài này hôm nọ ôn kỹ rồi mà, đúng không nào? Đúng không? À, hôm đấy có Ngà với Huy nghỉ. Chỉ có mỗi ba anh em mình học, đúng không? Ba bốn anh em mình học. Ừ. Ok cho các em. anh giảng lại cái hồi nãy mà miền nhiệm đi, hồi Miền nãy nhiệm nó sống này sao sao nó không phải là lớn hơn học bằng hay nhỏ học bằng. à, tại sao nó lại không là cái số bằng là ok, để anh sẽ chỉ cho em luôn. Đây, tại vì đề nó yêu cầu này. Đây, em nhìn thấy anh khoanh tròn đây là gì? Không kể đường thẳng D, em có thấy không? Không, À, không kể biên thì em phải bỏ số bằng đi giúp anh nhé. Em hiểu không nhỉ? vâng. Ok, rồi, thế nhá, mọi người có câu hỏi gì mọi người cứ bật mic lên, hoặc là mọi người có thể nhắn tin hoặc chat gì đấy nhá. Được chưa? Anh không đọc được chat nên là đâm ra là mọi người cứ bật mic nhưng mọi người bảo anh là ok nhất nhá. Rồi, mình xem tiếp này. Gần hết trắc nghiệm rồi các em ơi. 20 câu. Nào câu số 10 nào. Cho 4 điểm A, B, C, O đúng không? Đẳng thức nào là đẳng thức đúng? Nào, các em kiểm tra cho anh xem con nào là con đúng nào. Ý C đúng rồi. À, Ý không. C á, ý C có thấy đúng đâu nhỉ? Không phải, không phải đúng, không phải đúng. Đáp án đúng hình như là ý đầu tiên chứ. Vâng. Ý đầu tiên mới đúng, mấy đứa đọc ngược lại nó ra ngay. OC cộng CA thì bằng OA đúng không? Câu 10 là ý đầu Vâng. tiên. Ừ. Đó. Nào, câu số 11 nhá. Diện tích tam giác, công thức nào là công thức đúng? Công thức nào? Ờ, ý cuối cùng đúng không? 1 phần 2 BC sin A. Chết rồi, thằng này chắc khoanh kiểu này là khoanh giống thằng Duy rồi. Sai linh tinh hết này. Đấy. Nào câu tiếp theo. Trục đối xứng của parabola. Hey anh ơi. Ừ, ok em, lấy máy tính ra. Bấm vào menu 9, 2. Xem hệ số nào. 1, âm 4, âm 5. Bấm bằng đến khi nào ra được con x. X bằng mấy đây? X bằng 2 đúng không? Giá trị nhỏ nhất là x bằng 2. Ok, ý C nhá các em. Ý C, được chưa? Rồi, thế còn đứa nào mà kiểu em không muốn bấm máy tính cơ, đấy, thì sẽ làm như thế này. Thì mình có ngay x của mình ấy, nó chính là bằng trừ b trên 2a. Nhá, thay số vào nào. Trừ của âm 4, đúng không? Trên cho 2 nhân với 1, đúng không? Vậy kết quả nó chính là bằng bằng 2, nhá. Rồi, đấy là câu số 12. Ừ. Chúng ta xem tiếp câu số 13. Thằng này làm nháo nhở, sao toàn sai này bài Vũ. Ừ. Nào, A hợp B các em ơi. A hợp B là vùng nào nào? Ừ. Là từ âm 2 đến dương vô cùng, Ui dồi ôi, cái thằng này nó khoanh hai phát. từ 0 đến 5, Đâu, hợp mà. Ừ. hợp Hợp từ là hợp đúng chứ. từ âm 2 đến dương cùng. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, khoanh hai ý mà lại sai cả hai, đúng đen. Số nó đen. Chắc bạn Duy rồi chứ. Đây là khi của em nhìn dấu hợp thành dấu giao, thế là em phải sai. Ôi ngà giống tớ. Tâm niệm của bất phương trình này nào. Nào lấy máy tính bấm nào vào menu A các em ơi. Bấm menu A. Menu bấm chữ A nhé. Chọn cho anh bậc 2. Lớn hơn bằng 0 là dòng số 3 nhé. Rồi nhập hệ số này. Âm 1, 3, âm 2. Được chưa? Âm 1, 3, âm 2 bấm bằng nào. Rồi x kẹp giữa 1 và 2 lấy ngoặc vuông. Đúng không? Huyền ơi bấm kịp không Huyền? Cuối Ừ. Vâng á, vâng là chưa bấm đúng không? chắc Nào chắc thế, cái gì nào vào menu A nhanh lên con người. Ô anh xin câu 15 ID. ừ mẹ mua à. Vâng. Ok. Rồi cái câu 10 14 nhá, em vào menu A này đúng không? Menu A, nhắc lại một tí nhé. Menu A này đúng không? Kem chọn cho anh bậc 2, kem chọn cho anh dòng số 3 nhé, rồi nhập hệ số 3 là xong. Ừ. Ok. Câu 15 ID. Câu 15 ý cuối. Ok, kiểm tra nào.
với mọi x thuộc R. Ok, bạn ấy chuyển thành tồn tại, đúng rồi. Lớn hơn thì chuyển thành nhỏ hơn hoặc bằng. Ok, chốt luôn các em ơi, 15 ý cuối là hợp lý. Được, 15 ý cuối. Rồi, câu 16 nào. Mệnh Ôi đề. thằng này bị ngáo này. Phải là ý A mới đúng Đúng chứ. rồi, phải là ý A, đúng rồi, vì có dấu gì rồi? Dấu bằng đúng không? Dấu bằng. Ừ, Ôi có thằng dấu này bằng. ngáo à. Yêu cơ bản cũng Đúng sai ạ. không? Đây là, ừ, chắc có khả năng. Khoanh khoanh xấu xấu thế này là chắc con trai thật. Vì con gái nó khoanh tròn lắm. Đấy. Nào tiếp nha. Câu 17. Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng A, khẳng định nào là khẳng định đúng. Rồi, lấy tích vô hướng. Ôi thằng này nó còn viết thêm cả dấu trừ vào đây à? Hay là đề có sẵn dấu trừ nhỉ? À không, đề có sẵn dấu trừ nha mọi người. Ừ. Rồi, thế thì kiểm tra xem nào. Thôi chết tôi rồi. Câu này tích vô hướng nha. Câu này khả năng nó cũng lại làm sai rồi sao ấy. Em thấy cứ sai sai thôi anh ơi. Ừ, bạn ấy làm hơi bị sai một tí em ạ. Rồi ok. Nó bắt mình tính tích vô hướng của gì? A, B và B, C. À thôi, cái câu này ấy, các em không trách bạn ấy được đâu. Vì anh biết là Chắc là ý B à? cái ngà nó cũng làm sai câu này thôi em ạ. Nhưng mà đề của chuyên thì nó khó hơn. Đấy. Cái gì Không đó? Cái câu 1, câu phải tại em nhầm cạnh à, anh không, cái này rồi. thật ý A đấy anh ơi, bởi vì cốt Anh 60 độ cách nhầm cạnh là một em không còn hai. nhắm thêm số là thế xong một ấn máy tính ra sai bét. Ừ nào, các em có thể tham khảo cái video chữa đề chuyên nhé, để nó tăng cái độ khó lên một tí nhé, chứ cái này nó dễ quá. AB nhân với BC này ở trên kênh có đủ rồi nhé mọi người. Được chưa? Kem dồn về góc B cho anh nha, kem phải bằng trừ BA, chết tôi ạ. À. Trừ BA nhân với BC nhá, được chưa? Đó, trừ BA nhân BC, dấu trừ này kem giữ nguyên này. BA đúng không? Nhân với BC và nhân với cốt của cái góc gì đây? Góc Thế là ý B rồi. ừ và BC đúng không? Đó, nào dấu trừ này mình giữ nguyên. BA nó bằng gì luôn? Bằng A đúng không? BC A nhân A nhân cốt 60. chính xác. Ui giời ơi, thanh niên này làm chán quá. Góc giữa BA và BC đúng không? Thì góc này bằng bao nhiêu độ đây? 60 đúng 60 không? 60 60 độ. phần 2. Ừ, cos 60. Cos 60 đúng rồi, bằng 1 phần 2. Thì kết quả nó phải bằng là trừ A bình phương trên. Eo, thằng này bị ngáo. Đó. Thôi mình đừng hỏi người ta ngáo và thi bình ngáo đấy. Thật Ừ. luôn và bình và trong phòng thi bình thường ngáo một và trong phòng thi ngáo 10 đấy. À đấy. Đâu đâu có. Thế Trong phòng thi rất cẩn thận. nói Đấy. trước bước hôm qua đâu. À. Đúng là xe người ta. Tao nếm thử mùi vị này rồi. Ừ. Thế chứng tỏ là cứ ngồi ngồi cùng với anh là độ tự tin tăng lên gấp 10 đúng không? Đấy. Vâng. Đúng không? Đấy. Gáy tao gấp cái gì? Cứ 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 ngồi cùng anh có bao giờ làm sai đâu. Đấy, thế nhưng mà mang cái Có một câu mà đấm nó hỏi là tan của 77 độ thì bằng với cái gì? Thế xong rồi là đáng nhẽ là phải lấy cái đề bài người ta cho xong rồi chỉ đáp thì nếu mà nó ra không thì nó khoanh vào cái đáp đấy. Thế xong rồi em bấm dấu trừ thành dấu cộng, thế xong rồi nó khoanh luôn ý đề phải biết. nhiều khi Đau lòng quá. nhiều khi nó bất lực lắm anh em ạ. Đấy, cười người hôm trước hôm sau người cười đúng không mới được. Rồi, Đúng rồi. Buồn ta cười. có tam giác ABC này đúng chưa? Rồi nó cho mình AB bằng A nhá, AC cũng bằng A này, góc BAC thì bằng 120 độ nha mấy đứa. Được rồi, nào giá trị của cái này là độ dài các em ơi nhá, chúng ta lấy này, độ dài của AB cộng thêm AC này, lấy vectơ nhá. Nào, theo quy tắc trung điểm, học chưa? Bằng gì luôn? Bằng Bằng 2 lần của AI đúng không? Chuẩn chưa? với y là trung điểm của Ừ. BC. Đúng, đúng không? Quy tắc trung điểm anh em mình học rồi đúng không? Đây nhá. AB này, đúng không? Mà kẹp thêm AC nữa này, đúng không? Thì sẽ phải bằng 2 lần của AI đúng không? Mình được thấy quen quen không? Đấy, quá quen đúng không? Đó, ok chưa? Rồi, thế thì bây giờ 2 lần vector AI thì cũng bằng gì luôn? Bằng 2 lần AI luôn. Đúng chưa? Bây giờ cái số 2 này mấy đứa giữ nguyên nhá. Bây giờ mấy đứa quan sát cho anh này. Khi người ta cho mình góc trên đỉnh bằng 120 mà tam giác này còn là tam giác cân nữa thì cái góc ở nửa trái này nhá mấy đứa bằng bao nhiêu độ thôi? Đúng rồi, ok. Bây giờ mấy đứa tiếp tục lấy góc 60 làm chuẩn thì AI là cạnh kề đúng không? Còn AB là cạnh gì? Cạnh huyền đúng không? Kề mà chia cho huyền là con cốt. Ok, rồi như vậy mình bằng tiếp nhá. 2 này nhân với đúng không? A và nhân với lại cốt của 60 độ
có đúng không? Đó, cos 60 thì nó bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 1 phần. Đúng Ok, như vậy nó khử số 2 là hết rồi, như vậy còn A thôi. Đáp án phải là ý B nhá. Được chưa? Đáp án phải là ý B. Đó. rồi. Ô, nhưng mà nhìn có vẻ hơi bịp bịp nhỉ? À ừ, đúng rồi. Ô, cái gì đây? Nhưng mà sao cái AI này nó rõ ràng ngắn hơn AD, thế sao vẫn là A được anh? Ừ nhỉ, từ từ thế để anh ngó xem nào. Ừ, cho nó không trực quan lắm. À em ơi, đây là mấy lần của AI cơ em? Mấy Hai lần? lần AI. À ừ, thế thì mày đã kéo dài ra chưa em? Đúng rồi, thì À, nó là hình thành. chính xác đây, nếu em kéo dài ra cơ thì nó xuống tận đâu? Đây nè. Đây mới là chuẩn nè, có hiểu không? Đó, thì lúc này nó bằng A được chưa? AD cái gì gì đấy nó sẽ là tam giác đều luôn rồi, nó thành A luôn thì mình phát ra ngay. Úi rồi ôi. Anh em ạ. Anh Ủa gì vậy? em cứ đợi đấy mà cái ngàn nó nhìn phát ra luôn anh em nhá. Tính xong thì mới nó mới nhìn ra, Ủa bây giờ lại quay ra gì nó lật lọng mình. vậy? Nhá. Được chưa? Thôi cứ tính bình thường thôi nha. Câu 18, được không? Được chưa? Rồi, sang câu tiếp này. Mấy cái đứa này. Rồi, 18 nó phải là ý B nhá. Rồi, sang câu 19 nào. Cho đoạn thẳng AB này, lấy điểm M là trung điểm của AB. Công thức nào là công thức đúng? Nào, cho đoạn thẳng AB nào, vẽ thử xem nào. Cho đoạn thẳng AB nhá. Rồi, lấy cái điểm M nằm vào giữa, ý cuối của nó có đúng không? AM bằng BM mà nó vẫn khoanh được à? Chết tôi ạ, à, không được, AM. Mày về đấy anh. AM thì bằng 1 phần 2 AB. Ừ, ok, chính xác. Ý B mới đúng, Kem ơi. AM bằng 1 phần 2 AB. À, anh bảo này, thằng này ấy, khả năng là như này. Khả năng là bài này tất cả những cái câu nào mà nó có cái chữ đúng này này đấy, sửa chỉ cần sửa thành chữ sai phát thành 10 điểm Cận. luôn. Có cái chữ đúng anh em mình sửa phát thành chữ sai là nó 10 điểm luôn. Nào câu 20 nào, mod 922 các em ơi, menu 922 nhập hệ số đi, một này âm 4 này, một nha, bấm bằng nha, bấm đến kịch luôn, y bằng mấy luôn? Y bằng âm 3 đúng không? Giá trị nhỏ nhất là y bằng âm 3 nhé mấy đứa. Được chưa? Đáp án là y. Hình như là Đúng rồi, cái ý này cũng không Hình đúng như là thằng mày đi thi quên bằng máy tính hay sao ấy. ha. Ừ. Ok, nào bây giờ mình sang tự luận nào mấy đứa ơi. Nào thôi, không trêu bạn, không trêu bạn. Không trêu bạn. Nào bây giờ sang phần tự luận nha. Đấy. là cái đồ trường nào ấy? Đây là đề của sở Sở Bắc Giang em ơi, Sở Bắc Giang. Đúng rồi, Sở Bắc Giang. Đấy, đề của sở mà nó như thế này. Dễ à? Nào, ý A trước nha. Ý A nha, người ta yêu cầu này. Vẽ đồ thị của hàm số này đúng không? Được chưa? Vẽ đồ thị của hàm số này nhá. Thì chúng ta sẽ làm nó chi tiết hơn 1 tỷ nhá mọi người nhá. Được không? Nếu mà chúng ta lấy mỗi cái bảng giá trị mà chúng ta vẽ luôn ấy, thì con này nó hơi thô nhá, mọi người làm nó chi tiết hơn một chút, coi như mình ôn luôn nha mọi người nhé, được không nhỉ? Được chưa? Mọi người sẽ trình bày cho như sau này, chúng ta xét xét cái parabol, được chưa? Xét cái parabol y bằng này, y bằng trừ x bình phương cộng 4x trừ cho 3 nhá, xét cho anh parabol này, ok chưa? Nào, thế thì lúc này chúng ta sẽ có ngay này, đầu tiên chúng ta ghi cho anh là tìm tọa độ đỉnh đấy, mình làm nó hơi màu mè một chút để cái điểm của mình nó tốt hơn nhá. Tìm tọa độ đỉnh này, tìm tọa độ đỉnh rồi hai chấm này, thì các em có ngay x của con y nhá, nó bằng là trừ b trên cho 2a, đó thì nó bằng là trừ của 4 trên cho 2 nhân với âm 1, thì kết quả bằng mấy mấy đứa? Kết quả bằng 2 đúng không? Thế thì nếu x y bằng 2 mình sẽ suy ra ngay y của con y nó bằng này, các em thay vào luôn nhé, các em có này âm 2 bình phương cộng 4 nhân với 2 trừ cho 3 bằng, lấy máy tính ra bấm cho nó sướng các em ạ. Menu 922 nhập hệ số vào nhá. Âm 1 4 âm 3 bấm bằng nhá. Các em bỏ qua nghiệm giúp anh đã. Rồi các em nhìn này, x nó ra bằng 2 đúng không? Chuẩn rồi, x bằng 2 nhá. Y của mình nó ra bằng 1 đúng không? Y bằng 1 vậy các em viết cho anh số 1 vào đây. Xong, và các em suy ra tiếp, đỉnh y của mình tọa độ là x trước y sau nhá, tức là 2.1 đó. Ok chưa? Đấy là bước đầu tiên là tìm tọa độ đỉnh. Rồi bước tiếp theo này, các em đi tìm cho anh giao điểm với các trục.
nhá, tìm cho anh giao điểm với các trục, được chưa? Thì mình sẽ có này, giao điểm với nào, mấy đứa thích trục nào trước, mấy đứa thích trục nào trước, OX hay NOY, con nào trước cũng được, như nhau thôi. OY trước cho dễ nhá, được không? Giao điểm với OY này, được chưa? Thì giao điểm với thằng này thì thằng kia phải bằng 0 nhá. Giao điểm với OY này, từ đó suy ra x phải bằng 0, được chưa? X bằng 0 thì mấy đứa thay trực tiếp vào cái hàm này cho anh nhá, thì mấy đứa có ngay y của mình nó chính là bằng trừ 0 bình phương cộng với 4 nhân 0 trừ cho 3, vậy kết quả bằng âm 3, được chưa? Đó, vậy từ đó mình sẽ suy ra ngay, mình lấy cho anh điểm A đi, tọa độ nhớ là phải x trước y sau nhá, 0 chấm phải âm 3, đúng không? Là tọa độ giao điểm được không? Đó, của P đúng không? Của P là parabol đấy và OI, được chưa? Rồi, dấu cộng thứ ba là kem đi tìm cho anh cái giao điểm với OX nhá, được chưa? Giao điểm với OX, được chưa? Giao điểm với OX thì mấy đứa cho anh là y bằng 0, được chưa? Đó, y bằng 0 thì mấy đứa giải cho anh là trừ x bình phương cộng 4x trừ cho 3 bằng 0. Thực ra gọi là giải thôi chứ máy tính nó có hết rồi. Vẫn ở trong máy tính ấy nhé, vẫn ở trong máy tính, mấy đứa xem lại nghiệm cho anh nha. Nghiệm của mình này là x nó bằng 3 hoặc là x nó bằng 1, được chưa? X nó bằng 3 hoặc x bằng 1 thì mấy đứa tương đương ra hai trường hợp này. X nó bằng 3 hoặc là x nó bằng 1, đúng không? Vậy từ đó mấy đứa suy ra tiếp. Điểm B, tọa độ nhớ phải là x trước y sau nha. 3.0. Đúng không? Và điểm C tọa độ x trước y sau nhá, 10, được chưa? 10. Đó thì nó là tọa độ giao điểm của P, được chưa? Và OX. Rồi, dấu cộng thứ tư, mấy đứa bắt đầu lập bảng giá trị nha. Dấu cộng thứ tư, mấy đứa lập bảng giá trị. Bảng giá trị để mấy đứa vẽ nhá, để được nhiều điểm hơn. Rồi, đó, bảng giá trị nha. Còn đi thi anh bảo này, à, nếu mà có thời gian, nghe kỹ anh dặn nhá, được chưa? Không là không đủ giờ đâu. Nếu mà có thời gian ấy thì sẽ viết phần này nhá. Phần này là phần có thời gian này, được chưa? Nếu mà có thời gian thì kem sẽ viết cho anh cái phần này, được chưa? Nha, có thời gian thì viết cái phần này để được tối đa điểm. Còn à, nếu mà mấy đứa không có thời gian ấy thì mấy đứa sẽ bắt đầu viết từ bảng giá trị này luôn nhá. Thì để tạo được bảng giá trị, mấy đứa vào menu 8 giúp anh nhá. Lấy máy tính ra này. Huyền còn nhớ cái này không Huyền? Vào menu 8, được chưa? Đó. Sau đó chúng ta sẽ nhập cho anh cái hàm nhá, trừ x mũ 2 này, đúng không? Cộng với 4x, được chưa? Trừ cho 3. Đó, mấy đứa nhập cho anh cái hàm này vào nha. Bấm bảng này, được chưa? Bấm bảng. Rồi, bắt đầu là âm 5, kết thúc là bằng 5, bước nhảy là bằng 1 nhá. Bắt đầu âm 5, kết thúc bằng 5, bước nhảy bằng 1. Mấy đứa bấm bảng cho anh này. Rồi, thì mấy đứa thấy mấy cái số ở đây nó tương đối là to nhá. Đấy, mấy cái số này to là mấy đứa lấy cái số bé bé thôi. Anh nghĩ là mình nên bắt đầu từ số 0 đi nhá. Đấy, từ số 0 này, số 0 nó ra bằng âm 3 nhá. Đấy, được chưa? Thì nó có vẻ nó khá là bé, được chưa? Thì mấy đứa bắt đầu vẽ cho anh nha. Đây rồi. À, đứa nào đọc giúp anh cái giá trị ở trong bảng giá trị nhá. Được chưa? Alo. Đứa nào đọc giúp anh cái nha. Thì anh có hai dòng nhá, đây là x này, đây là y nhá. Thì số 0 này nó ra bằng bao nhiêu nhỉ? Nó ra bằng âm 3 nhá. Số 1 nó ra bằng mấy? Mấy đứa đọc giúp anh này, 1 ra bằng mấy? Mình đọc giúp anh đi. Anh em đứa nào bấm máy tính rồi đọc giúp anh cái nào. Huyền bấm cho Huyền đây. Cái này hôm trước mình học rồi này. 1 ra bằng 0. 1 ra bằng 0, ok. 2 bằng mấy? 1. 2 bằng 1, 3 bằng mấy? 0. 3 bằng 0, 4. Trừ 3. Ok, được rồi. Thế này là đủ rồi nha. Được chưa? Mấy đứa ít thời gian nha. Bây giờ nhìn lại tổng quát cho anh này. Nhìn thế này. Mấy đứa ít thời gian ấy thì bắt đầu viết từ bảng giá trị nha. Chứ đừng có làm cái đoạn trên cùng đấy nha. Đoạn trên cùng là chỉ dành cho những người nào có thời gian thôi. Mà muốn tối đa điểm thì kem sẽ làm như thế nhá. Còn mấy đứa ít thời gian thì chỉ cần viết bảng giá trị xuống dòng, vẽ luôn nha, vẽ luôn này, anh vẽ hệ trục tọa độ OXY luôn này, vẽ luôn nha. Mấy đứa ít thời gian ấy không có thời gian đâu, đánh dấu vẽ luôn, đánh dấu các điểm này, x bằng 0, y bằng âm 3. Ồ, thế thì con này phải kéo xuống một tị rồi. Chờ anh một chút nha, x bằng 0, y bằng âm 3 đúng không? Rồi, ok. Đấy nha, đánh dấu các điểm luôn cùng anh này. X bằng 0, y bằng âm 3 nhé. Đây. Một điểm này. X bằng 1, y bằng 0. Tiếp tục. X bằng 2, y bằng 1. X bằng 3, y bằng 0. X bằng 4, y bằng âm 3. Xong rồi. Mấy đứa sẽ
có thể dùng kích thước kẻ ấy, mấy đứa vạch qua cái đường này hoặc là đứa nào chuyên nghiệp thì vẽ luôn nhé. Anh thì là nghiệp dư, anh sẽ làm này trước đó để anh định hình cái parabol trước đã. Được rồi, như vậy là anh dự đoán là cái parabol của mình nó sẽ ụp xuống đúng không? Đó thì lúc này bắt đầu anh sẽ dùng cái bút nhé, anh sẽ vẽ hẳn hoi lên đúng không? Đấy, mình sẽ dùng cái bút nha. Đấy, ví dụ như cái bình có khả năng mỹ thuật xịn sò con bò nhất cái lớp này thì đấy, vẽ nó qua. Đấy, anh thì anh vẽ nó hơi xấu đấy. À, mấy đứa thì sẽ vẽ nó Anh cẩn thận. ơi, vẽ anh này chị Liễu trừ hết điểm. Ừ anh ơi, nhưng mà Chứ làm sao được? cái parabol nó biết làm sao mà nó nhọn như này được, chứ đâu cô chỉ điểm thì sao? À ừ, tất nhiên thì anh mới bảo là các em phải sử dụng cái bút chì để các em vẽ cho nó mềm mại, đúng không? Đấy. Còn đây là anh vẽ bằng cái bảng điện tử nên nó rất là trơn, anh không thể nào vẽ được cái nét cong được các em ạ. Được chưa? Đấy, anh thì không thể vẽ bằng nét cong được. Còn trên giấy hoặc là trên bảng bảng phấn thì anh vẽ cho các em là đúng đúng không? Đấy nha. Hai, ok chưa? Các em thì các em phải Có vẽ. nên mua thuốc kẻ để vẽ parabol này không anh? Có kích thước kẻ để vẽ cái parabol này đây mấy đứa, nhưng mà vẽ cái đấy nó làm cái gì đâu, trừ cái gì mà chị Làm gì quật quật vài đường là xong ấy. được chưa, không không có ai đi trừ mấy cái này hết nhá mấy đứa nhá, được chưa, Vâng. vẽ đúng đi qua những cái điểm này cho anh này, đảm bảo đủ các yếu tố của parabol là xong nhá, không có ai đi trừ những cái này đâu, nhưng mà mấy đứa vẽ mà nó không đúng đỉnh là sẽ bị trừ là đúng rồi nhá, được chưa, tức là mình làm sai thì bị trừ là đúng, được chưa, chứ còn vẽ xấu thì không ai trừ cả, bởi vì nó là cái khả năng của mỹ thuật của mỗi người thôi nhá. Đỉnh của mình nó là đỉnh gì mấy đứa, đỉnh Y đúng không, đúng chưa, đấy giao với OI nó là điểm A này đúng không, giao với cái con OX đúng không thì nó là B và C, đánh xem lại B và C nhá. À, B của mình là 30 rồi, B là điểm bên phải đúng không, đấy đây là điểm C đấy mấy đứa, viết không thiếu cái gì thì làm sao mà trừ được, và con này là con Y bằng gì đây, Y bằng trừ x bình phương này. À, bao nhiêu nữa nhỉ? Trừ x bình cộng 4x trừ 3. Được chưa? Đó. Trừ x bình này. Cộng 4x này. Trừ cho 3 đấy. Mấy đứa vẽ đủ như thế này rồi. Được không? Đủ các yếu tố thế này rồi thì trừ làm sao được. Đấy. Thế còn mấy đứa sẽ vẽ cho cái đường parabol này nó cong trơn mềm mại hơn một chút. Đúng không? Để anh thử xem nào. Vẽ nó cong trơn đúng không? Thực ra là vẽ, anh vẽ trên đây thì nó trơn lắm. Tại vì cái bảng này nó rất là trơn. Đấy, nên là viết nó khó lắm. Rồi, mấy đứa sẽ vẽ nó đi xuyên qua điểm A giúp anh nhé, được chưa? Đó, vẽ đi xuyên qua nhé, nhớ đấy, đừng đừng vẽ cụt ngủ nha, vẽ đi xuyên qua luôn. Đó, mấy đứa có thể vẽ nó trơn trơn đấy, đấy, nói chung là cái này nó trơn Đẹp lắm. quá anh Hả? đẹp quá anh ạ. Đẹp đẹp cái gì mà đẹp, à đây trong đây nó có parabol này, đấy, hình như trong đây nó có parabol không, à không có mấy đứa ạ, không có đâu. Đấy, mấy đứa vẽ nó cong cong như thế nhá là được. Nhớ này, có những cái gì là không bao giờ được thiếu nhá. Thứ nhất đó là OX, OI, thấy chưa? Cái này mà thiếu là trừ điểm là chắc chắn rồi. Tiếp tục này. Đang phát hiện Nhãn này. nhãn. Thiếu nhãn là thôi đi luôn, thiếu gốc tọa độ cũng đi luôn, thiếu tọa độ đỉnh này cũng đi luôn. Đấy, giao điểm với các trục này. Có thấy những cái giao điểm với các trục không? Với Đó. cả số. Đấy, ok chưa? Là thôi đi nhá. Đấy, thì lúc đấy thì chúng mày không thể kêu được đấy, chứ chưa, không thể đổ lỗi cho mình vẽ xấu được rồi mình vẽ thiếu đúng không mấy đứa, chuẩn không, thấy chưa, làm đầy đủ thôi đó, làm đầy đủ là được, ok chưa mấy đứa ơi, mấy đứa vẽ xong chưa? Xong rồi là anh chữa có mấy cái bài tập ở trong cái sách màu đen hôm lúc đầu năm anh phát cho đấy. Ok, nào thế bây giờ mình sang phần tiếp luôn nhé mọi người. Nào sang tiếp luôn này. Đó, đã mất thời gian đúng không? Đâu ấy nhỉ? À đây rồi. Ý B này, các em nhìn này. Ý B nó yêu cầu chúng ta giải cái phương trình này đúng không? Rồi, giải cái phương trình này. Mấy đứa xem còn bao nhiêu phút nữa thì hết giờ. Alo, alo. Còn mấy phút, 1 phút nữa cơ. À, ừ, thoải mái mà. Nào, làm tiếp này. Nào, yêu cầu giải cái phương trình này nha. Thì anh sẽ viết lại dạng cho mấy đứa nào. Hôm nọ anh có tổng hợp một số dạng mà thi nó hay gặp rồi đấy nhá. Thì mấy đứa ghi cho anh lại cái dạng một chút nhá. Dạng căn A mà bằng B, được chưa? Thì như vậy mấy đứa tương đương cho anh này. Tương đương nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái điều kiện, đúng không? Đấy.
Đấy, như thế này anh viết như này cho mấy đứa đúng không nhỉ? Hôm nọ anh viết như thế này. Đầu tiên là điều kiện nhá. Điều kiện này thì mấy đứa sẽ đặt cho anh là gì? B lớn bằng 0, đúng không? Sau đó là đến phần giải này. Phần giải, đúng không? Thì mấy đứa sẽ có là gì nhỉ? Bình phương hai vế, đúng không? Thì mình sẽ có A bằng B bình. Mấy đứa có thấy quen quen không? Được chưa? Ok không nhỉ? Nào bây giờ mấy Cái đứa... này hồi lớp chín học hết rồi anh ạ. Ừ, ôi rồi lại còn lớp 9 học suốt à? Ok, thế thì tốt quá luôn ấy. Ừ, chỉ đợi đến lúc mày vác một cuộc thi mày sai thôi. Được chưa? Nào viết cho anh này, phương trình của mình tương đương 3x bình phương cộng 24x cộng 22, đúng không? Nào chuyển vế sang nhá. Chuyển vế thì phải đổi dấu. 2x cộng 1. Mình được thấy anh chuyển vế đúng không? Được chưa? Nào bây giờ chúng ta tương đương này, tương đương nha. Dòng bên trên mấy đứa giải điều kiện nha. Thì B của mình là cái con mà nó ở bên tay phải các em ấy. Được chưa? Đó là 2x gì cộng 1 đúng không? Lớn nó bằng 0. Còn dòng dưới mấy đứa bình nha. Bình phương của tay trái thì nó sẽ mất căn đúng không? Như vậy mình được là 3x bình phương cộng 24x cộng 22. Được chưa? Còn bình phương của tay phải mấy đứa phải cho vào ngoặc nha. Đó là 2x cộng 1 tất cả bình. Mọi người có kịp không nhỉ? Đến đây mọi người có kịp không? Có anh ạ. Ok, được rồi, mình tương đương tiếp cho anh này nha. Thế thì cái dòng bên trên ấy thì kem giải ra điều kiện thôi, như vậy là x của mình lớn hoặc bằng âm 1 phần 2, có đúng không? Còn dòng bên dưới nha, dòng bên dưới mấy đứa bung ra, sau đó mấy đứa thu gọn đi nha. Là bình cộng Ừ, 24x cộng 24x, ok, cộng. Ừ, kết quả nào? bằng 4x bình Ừ, cộng với 4x x cộng cộng 1. 1. Ok, rồi anh sẽ viết sang phải nhé, để mấy đứa nhìn bài cho nó dễ này, tương đương nha. X lớn bằng âm 1 phần 2 đúng không? Nào anh sẽ chuyển vế sang bên phải nha. Ok không nào? Nhá, anh sẽ chuyển sang vế phải nha. Anh sẽ chuyển sang vế phải đấy. Được chưa? Nhớ nhá là chuyển sang vế phải nha. Thì mình sẽ có này là x bình phương đúng không? Rồi trừ cho 20x đúng không? 1 trừ 22 là âm 21 đúng không? Cái này bằng 0. Nào, lấy máy tính thần trưởng bấm cho anh cái con phương trình này nào. Cho anh xin nghiệm đi mấy đứa ơi. Bao nhiêu nào? Xin nghiệm. Bằng x1 bằng 21, x2 bằng âm 1. Ừ, ok anh cảm ơn em nha. Rồi, x nó chính là bằng 21 này. Một con nữa x bằng âm 1 à. Rồi, ok. Vâng, đúng rồi, Nào, mình đúng có rồi. x lớn hoặc bằng âm 1 phần 2. Rồi, đó. Thế bây giờ các em nhìn này. Với hai con x mình vừa tìm được ấy, thì chỉ có con 21 là nó lớn hơn âm 1 thôi, đúng không? Như vậy là âm 1 phần 2 thôi, đúng không? Vậy con này là thỏa mãn này. Còn con bên dưới phải làm sao? Phải loại, đúng không? Vậy là tương đương tiếp này. Là x của mình nó bằng 21 nhá. Đúng không? Thế còn âm 1 thì nó bé hơn âm 1 phần 2 rồi thì không lấy được. Được chưa? Nào bây giờ sang bước cuối cùng là kết luận nào. Kết luận là viết sang phải cho anh nào. Ừ, vậy. Phương trình có tập nghiệm F bằng Ừ, rồi vậy tập nghiệm đúng không? Vậy tập nghiệm của phương trình đúng không? Đấy, vậy tập nghiệm của phương trình là, đúng chưa? Rồi thì viết tập nghiệm là S gì? Ừ, S gì bằng? 21. Ờ, 21. Chính xác, đó. Ok chưa mọi người? Cái này dễ mà anh. Ok, dễ rồi gì? Đó thì đi thi nó chỉ Đấy. thế thôi. Ừ. Nhá. Rồi thế bây giờ mình sang câu tiếp luôn này. Nào, bây giờ sang cái câu số 2. Ui. Không có điểm 10 luôn ấy nhở. Cái đề này mà cho anh em mình làm thì có khi mấy đứa mình làm cẩn thận là 10 hết. Nhở. Đấy. Nhưng Ừ, 10 mà hết. còn là anh chưa cho đây chứ. Nên là em đề nghị là anh nên để cho bọn em tự làm. À, lại còn để cho bọn em tự làm à? Được quá nhỉ. Hôm nay anh em đi đón Tết đến đâu rồi? Bình đã đi đón Tết rồi này. Ngà có đi đón Tết không? Không, em ở nhà làm bài tập nhóm tiếng Anh để lấy điểm. Đâu mà lên mà ngoại chơi đâu nè. Ui giời ơi, cái gì chứ riêng tiếng Anh này. Em cứ hỏi anh cầm hết. Cái gì đó? Anh giỏi lắm, thật sự. Môn của anh á. Thế anh trả lời cho em mấy câu này đi. Để làm vậy là bài tập nhóm với. Gửi cho anh giải cho tiếng Anh ấy có cái gì đâu mà tiếng anh học tiếng Anh từ năm lớp 10 anh biết mà đấy lớp 10 anh bắt đầu anh học tiếng Anh biết mà. Nào câu 12 này cho tam giác ABC nhá. Rồi vẽ hình cái xem nào nhỉ. Cho tam giác ABC này vẽ cái hình. Ở câu này có đứa nào kêu dễ không? Vũ Duy có thấy câu này dễ không? Thử làm tí nhỉ.
mấy anh em mình giao lưu tí. Tam giác ABC này. Rồi, AB bằng 6 này. AC bằng 8 này. Cộng A bằng 6, 10. Ồ, thế hình như con này dễ thật. Tính độ dài cạnh BC. Nào, ý A nào. Nào, ý A nhé. Ý À, định áp. định lý cos. Ừ, đúng rồi, áp dụng cái định lý cosin. Định lý cosin. Được chưa? Thì ta có, đúng không? Rồi, thôi tính luôn nhá. Cái này dễ quá. BC nó bằng là căn bậc 2 của AB bình này cộng với AC bình này trừ cho 2 lần tích của AB này nhân AC này. Bình thì dễ không Bình? Bình ơi. Sao cảm thấy không có trùng cuối à? Không có trùng cuối à? Ừ, mấy cái đứa này bắt đầu gáy to rồi đấy. Rồi, trừ 2 cộng 6 này. Ừ, nhân 8 này. Nhưng với cốt 60 nào, đứa nào bấm rồi cho anh số A nào. 213. Bao nhiêu? 213. Ok, cảm ơn em. 2 căn 13 nhá. Đơn vị cm vào tôi anh. Rồi, bài này có đơn vị nhá. Nào sang ý B nào. Ý B nhá. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với AM. Trong đó thì M là trung điểm của BC mấy đứa ạ. Ừ, thì lấy cái con M là trung điểm. Đúng không? Người ta yêu cầu mình làm nào thì mình làm như thế thôi. Đây là điểm M nha. M là trung điểm này. Ừ, qua B kẻ đường thẳng vuông góc với AM nha. Vuông góc à? Nhớ có rồi nha, có vuông chưa? Có rồi đúng không? Rồi ok, nó cắt AC tại cái điểm N. Được không? Thế thì nó là thích vô hướng rồi anh ơi. Rồi, vuông góc ở đây đúng Rồi ok, thế bây giờ tính tỷ số của gì? AN đúng không? Chia cho AC. Ờ nào. Đâu rồi, mấy cái đâu vô hướng như nào em nhỉ? Tại em thấy AB vuông góc với AM là em gửi là mùi tích vô hướng rồi. À, ra mùi tích vô hướng à? Ừ, đúng đúng là nó vuông góc thì đúng là nó tích vô hướng, nó bằng không thật. Thế nhưng mà xử lý thế nào? À, thì cái này là tính là biểu diễn AN trên A và AC thì qua các điểm trên cạnh là AB với cả BC thôi. Thế xong rồi chia hệ số sang nhau là ra. Ây da, đâu đâu mày thử đi. câu này chắc là cũng khoai đấy nhá. Tính cái tỷ số của AN trên AC. Thực ra nếu mà bọn em mà học biết biết nhiều hơn một chút nữa thì cái bài này thì nó cũng dễ thôi đấy. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì chắc nó cũng hơi khó đấy nhá. AN mà chia cho AC à? AN mà lại còn chia cho AC. AN chia cho AC. Ừ. Ừ, cũng tính được thôi, cũng tính được, nhưng mà chắc nó sẽ hơi 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 cù lần tí. AN chia cho AC. Ừ. Bài này nếu mà dùng được bằng tọa độ hóa thì nhanh, nhưng mà kem lại chưa học được cái đấy. Rồi, khá là cù lần nhỉ. AN mà chia cho AC. Anh dạy tọa độ hóa luôn đi anh. Không, tọa độ hóa nó chỉ dùng được, tức là tọa độ hóa nó chỉ tốt trong cái tình huống mà có góc vuông thôi, kem tính nó mới được. Còn bài này cái góc của nó là góc 60 cơ em ạ. Như vậy là tọa độ hóa nó sẽ không không được đâu. Hoặc là tọa độ hóa nó sẽ hơi khó với kem ở thời điểm hiện tại. Anh đang nghĩ một cái hướng khác. Ừ, AN trên AC. Anh đang nghĩ là mình cứ sử dụng những cái thuần túy thôi, đúng không? Anh đang nghĩ là mình dùng thuần túy thôi các em ạ. Tức là anh đang Thì nếu mà an là k thẳng hàng rồi thì mình sẽ có là vector an bằng k lần vector ac. Ừ thì tất nhiên là cái đấy là đúng rồi, nhưng mà vector trong bài này nó chắc là không không biết là có đỡ nổi không. Đỡ nổi không nhỉ? À, chắc là hơi khó em ạ. Vector trong bài này chắc hơi khó đấy. Không được. Không được đâu. Đấy, tính độ giáo với tất cả các cạnh ra xong rồi là tính cái này trên cái kia là ra hệ số thôi. À ra tỉ số thôi. Ồ. Cái này có cái tam giác ABN này có một
cái góc A với cả một cạnh AB rồi mà. Ừ, thôi cái bài này thì anh bảo này, bài này thì chắc là bỏ bỏ mấy cái suy nghĩ của tọa độ đi nhé. Mình bây giờ mình cứ tính bình thường thôi các bạn, cứ tính bình thường nhé, tính một lúc là khác ra ấy mà. Thì các em nhìn qua cho anh này, cái thằng B, ô hết giờ à? Thế em chào mọi người tí nhé. Đây đây, chào mọi người, làm một cái xong rồi mình làm luôn. Ok. Ok rồi, tiếp tục luôn nhé mọi người nhé, tiếp tục luôn này. Ok rồi, mình sang ý B luôn nha. Các em để ý cho anh này. Cái thằng BC của mình ấy nó bằng 2 căn 13 đúng không? Nhá. 2 căn 13. Tức là nó sẽ là cái độ dài từ kịch bên trái sang kịch bên phải luôn, đúng không? Đó. 2 căn 13 là cả cái đoạn này, đúng không? Thế nhưng mà điểm M lại là trung điểm, đúng không? Như vậy các em có thể dễ dàng tính được ngay đó là cái con BM này nhá. Anh ấy các em tính được ngay mà. BM nó chính là bằng căn 13. Đúng không? MC cũng là căn của 13 luôn, đúng không? Rồi, mình sẽ tính dần dần, dần luôn nhá. Để cho chứ để một hồi chắc là nó sẽ lú mất. Ok không? Anh sẽ tính luôn nhá. Nào, đầu tiên là do cái con M này này nhá. Nó là cái trung điểm của cái con BC. Vậy từ đó mình dẫn tới là BM này bằng với cả MC, đúng không? Rồi, và con này sẽ bằng căn 13 luôn. Đơn vị là cm, ok không? Đó, như vậy là anh đã tính được hai đoạn nữa rồi. Ok không nhỉ? Kịp không? Kịp không? Kịp không? Ừ. Rồi, thế bây giờ anh sẽ cố gắng là mình dồn lên để mình tính được cái con gì nhỉ? Nếu mà bây giờ muốn tính được bài này là phải tính được AN đúng không? Đó, đó. AC có rồi mà. Cố gắng tính AN. AN thì cái ngà định tính thế nào cái ngà? Thì tính BN, thế là một là tính AN thôi. Ừ. Tính BN à? Tính BN Đấy. xong tính AN. Ừ, cũng 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 hợp lý đấy nhỉ. Nhưng mà tính BN thì chắc là hơi khó. Được chưa? Tính BN thì chắc hơi khó. Ừ. Nhưng thực ra là không phải là không tính được nhá. Cái gì thì cũng sẽ tính được thôi, chẳng qua là nó hơi mất thời gian một chút. Được rồi, ok nhá. Nào. Anh viết đến cái dòng đầu tiên thì mọi người có hiểu không? Cái dòng đầu tiên mọi người hiểu cả chứ? Cái do này, do M là trung điểm của BC thì dẫn Nhưng tới mà BM. tính BN này là nó đỡ phức tạp nhất rồi, không không thì phải tính mấy cái kia là có đoạn giao nhau, tính cộng cộng lại thì nó còn phải tính nhiều hơn. Thôi cứ tính BN đi Cái này đúng chưa? Cái con đầu tiên này có đúng không? Đúng rồi, đúng không? Chuẩn chưa? Tức là mình phải kiếm cái con đường nào để mình đi được đến đích cơ, chứ còn cái con BN này cũng khoai đấy. Không phải dễ đâu các em nhá. Nào, bây giờ anh sẽ áp dụng cái công thức của cái đường trung tuyến nhá, được chưa? Anh áp dụng cái công thức trung tuyến, áp dụng cái công thức trung tuyến nhá, thì anh sẽ có như sau này. Đó, đấy, cái việc mình xử lý một cái bài toán là nhiều khi nó cũng tương đối mất thời gian đấy nhá, mình phải kiên trì. Rồi, thì mình sẽ có AM nó bằng là căn bậc 2 của này. Nó bằng là căn bậc 2 của AB bình phương cộng AC bình phương tất cả chia 2, và chúng ta trừ đi BC bình phương chia cho 4. Đấy, thì đây là cái công thức tính của con AM thôi. Chúng ta thay số vào ta được là bằng 6 bình này.
cộng với 8 bình, các em chia cho 2, trừ cho BC của mình nhé, thì nó bằng là 2 căn 13 tất cả bình phương, các em chia cho 4 nhé. Đó, đây là cái công thức tính chu tuyến. Ừ, rồi mình tính thử xem đang bao nhiêu nha. Đây anh đang dùng máy tính anh bấm đây. Các em cũng có thể bấm đi để cho nó quen. 6 bình cộng 8 bình trên 2 trừ cho phân số này. Rồi, kết quả là bằng căn 37 các em ạ. Đó, căn 37. Đơn vị là cm đúng không? Đó, như vậy là anh đã xét anh có đây con AM rồi nhá. Con AM của anh nó chính là bằng căn 37 nhá, căn 37. Căn 37. Được rồi, thì bây giờ anh sẽ đi tính cái góc nhá, anh đi tính cái góc thôi. Anh nghĩ anh đi tính cái góc là đến đây là chắc là xong rồi đấy nhỉ. Tính được cái góc là xong. Anh đi tính cái góc A ở bên tay trái này. Thế sau đó là mình có thể tính được đúng không? Sau đó là mình có thể tính được cái góc B này là một mọi thứ chấm dứt đúng không? Đúng không? Dùng cái định lý xem nào. Tính cái góc A ở bên tay trái thì mình có thể tính được cái đoạn con này. Sau đó mình có cái con A ở bên tay phải thì mình sẽ tính được cái đoạn con này không ta? Nếu mà tính BN thì không, BN cũng khoai đấy em ạ. Khả năng là anh sẽ đi tính trực tiếp luôn đi. Tính trực tiếp luôn cái con có tính được trực tiếp không nhỉ? Bây giờ anh có AM rồi. Nếu mà có AM thì cái tam giác ABM và ACM là anh xác định được rồi đúng không? Thì như vậy là anh sẽ tính được cái góc góc A ở trên đỉnh rồi nhé, coi như là hai góc A trên đỉnh là biết hết góc. Đó, biết hết sạch góc luôn các bạn. Đó, bây giờ AN. AN xem nào, liệu liệu có thể tính được luôn không nhỉ? AN chắc là không thể tính được luôn đâu. Mình có cái con AB bằng 6 thì khả năng là anh sẽ tính được, tôi gọi cái điểm ở giữa điểm K đi. Đó. Khả năng là mình sẽ đi tính được cái con tính được góc trên đỉnh thì tính được BK đúng không? Tính được BK rồi tính AK rồi tính được KN rồi tính được AN. Hơi dài nhỉ. Hơi dài tí nhưng mà thôi không sao, vẫn vẫn ra ngà. Đấy, vẫn ra thôi, nhưng mà nó hơi dài. Đó, rồi cộng tiếp theo nhé. Rồi anh tính xong AM rồi đúng không? Thì bây giờ anh sẽ áp dụng cái định lý cosine nhé. Được chưa? Thì đối với định lý cosine này thì mình sẽ có như sau này. Bây giờ mình áp dụng cái định lý cosine nhé. Áp dụng cái định lý cosine. Hơi khó đấy nhá, hơi khó đấy. Thì mình sẽ có là BM bình phương. BM bình phương thì nó bằng là AB bình phương cộng với AM bình phương trừ cho hai lần tích của AB nhân với AM và nhân với cos của cái góc BAM. Đó, nhân với cos của góc BAM. Rồi vậy từ đó thì mình sẽ thay số vào nhé. BM bình của mình thì nó là căn 13 này. Tất cả bình phương rồi bằng với AB bình nhé. AB bình là 6 bình này. Rồi, cộng với AM bình là căn 37. Căn 37. Căn của 37 bình phương. Rồi, trừ cho 2 nhân với 6 nhân với căn của 37 và nhân với cos của góc BAM. Rồi, vậy từ đó thì mình sẽ rút ra ngay cos của góc BAM nha. Nó sẽ bằng. Rồi, để anh thử tính xem bao nhiêu nhé. Anh em thao tác nhiều vào cho nó quen anh em ạ. Đó. Còn bài này anh nghĩ chắc là nếu mà tính kiểu tay bo thế này nó quá 0,82. 182. Thì khả năng cao nhá là cái bài này là người ta phải kẻ vẽ thêm các bạn. Đấy. Rồi, cos của con BAM nó bằng là 5 căn 37. 5 căn 37 trên 37 các bạn. Đó. Rồi, như vậy là anh đã có con cos của cái góc BAM này rồi. Như vậy là anh có thể anh tính được luôn con AK này rồi đấy, đúng không? Đó, anh tính được luôn con AK. Và anh cũng chia được góc luôn, đúng không? Đó. Nhưng mà chắc khả năng anh sẽ tính AK trước đi. AK sau đó là mình có nên không nhỉ? Mình tìm AK luôn được mà, đúng không? Đến đây mình tìm được AK rồi. Thì sau khi có AK thì bắt đầu mình
mình sẽ có AK rồi thì bắt đầu mình sẽ tính nốt cái góc ở bên tay phải đúng không? Góc bên tay phải là góc KAN, sau đó là mình tính được AN rồi đúng không? Nhưng mà cái con đường của bài này có dài thế nhỉ? Dài thật. Rồi cộng tiếp theo nhá. Rồi cộng tiếp theo ấy thì mình sẽ có là cái AK mà mình chia cho con AB ấy thì đó chính là bằng cốt của góc BAM luôn đúng không? Bằng là cốt của góc BAM. Đúng không? Kề chia cho huyền thì nó bằng cốt mà. Vậy từ đó thì mình rút ra ngay được là cái AK thôi. AK thì nó chính là bằng AB nhân cốt của góc BAM đúng không? AB này nhân với lại cos của góc BAM. Rồi, thế thì AB của mình nó bằng 6 này. Nhân với cốt của BAM nó bằng là 5 căn 37 trên 37 thì kết quả là bằng 30 căn 37 trên 37. Rồi đơn vị là cm. Rồi, như vậy là mình tìm được cái con AK rồi đấy. Rồi, tìm được AK rồi, anh sẽ xóa cái đi nhá. Đó, AK của mình tìm được nó bằng là 5 căn 3 à 30 căn 37 đúng không? 30 này, căn 37 này trên cho 37. Ồ, xấu lắm. Rồi, như vậy là AK có. Nếu mà AK có nha thì đến đây là gần gần như là xong rồi đấy, chắc là thêm hai lần tính nữa. Mình sẽ tính cái góc ở bên tay phải chỗ này này nè. Góc bên tay phải là góc KAN. Đấy, sau đó là mình sẽ tính là con AN thôi, đúng không? Đúng không? Rồi để anh lấy cái máy tính anh sẽ lấy góc cho kem xem nhá. Đầu tiên là với cái góc với cái cốt của BAM này. Cốt của BAM thì nó bằng người này. Đúng không? Thì mình sẽ suy ra được cái góc BAM luôn nhá. Đây, em nhìn máy tính nha. Menu 1 này. Anh bấm shift code của phân số này. 5 đúng không? Căn này 37 này. Trên 37 này. Rồi, đóng ngoặc vào nhá. Bấm bằng. Rồi, như vậy là cái góc ở bên tay trái các em được là 34,71 độ nha. Góc bên tay trái là 34,71. Như vậy góc bên tay phải thì các em sẽ lấy là 60 trừ đi cái số này nhá. 60 này trừ đi cái số đấy. Rồi, như vậy góc bên tay phải nó được là 25,28, được chưa? Cái góc bên tay phải là 25,28. Rồi, thế bây giờ để tính được AN nhé. Thì nếu mà mình lấy góc ở tay phải làm chuẩn thì cái con AK là cạnh kề, con AN là cạnh huyền đúng không? Kề chia huyền là bằng cốt, như vậy anh lấy cốt luôn. Cốt của con AN đúng không? Cốt con AN đấy bằng. Rồi thì nó ra cái số như thế này, nó bị lẻ, anh bấm là căn bậc 2 của AN bình phương nhé. Bằng. Đó. Như vậy nó ra là 11 căn 37 trên 74. Như vậy là mình tìm được cái góc ở bên tay phải nhá. Rồi anh sẽ xóa cái góc này đi một chút xíu để cho nó đỡ rối nhá. Rồi, thì ở đây anh sẽ có cái góc. Đây là góc A1. Đây là góc A2 nhá. Thì anh sẽ đi tính cốt của góc A2. Như vậy là mọi thứ chấm dứt. Rồi, chúng ta sẽ có như sau này. Chúng ta có AN luôn đi. AN nhá. Thì nếu mà mình lấy góc A2 làm chuẩn thì AK là cạnh kề, AN là cạnh huyền, kề chia huyền nó bằng là cốt nhá. Được chưa? Như vậy là AN của mình ấy thì nó chính là bằng AK. AK chia cho cốt của con A2. Được chưa? Chia cho cốt của con A2. Rồi, thế thì AK của mình ấy, AK của mình nhá thì nó bằng bao nhiêu đây? Mình vừa tính đây này. AK thì nó bằng là 30 căn 37 trên 37 nhá. AK là bằng 30 này. Căn 37 này trên 37 này. Rồi, chia cho rồi cốt, cái chữ cốt này mình giữ nguyên nha. Góc A2 ấy, thì nó sẽ là bằng 60 độ. Nhá, A2 nó bằng là 60 độ trừ đi cái góc A1 đúng không? Trừ đi góc A1 nhá. Thế nhưng mà cái góc A1 ấy, cái góc A1 ấy, thì nó chính là bằng gì? Nó chính là bằng bằng cốt ngược đúng không? Tức là bằng shift cốt đấy, shift cốt là cốt mũ trừ 1 đấy, đúng không? Cốt mũ trừ 1 của 5 căn 37 trên 37, tức là mình tìm cái góc A1 đấy, đúng không? Đó, 5 căn 37 này trên 37, đúng không? Đó, rồi. Đấy nhá, thì mình sẽ bấm cái này xem nó bằng bao nhiêu luôn nhá. Thì đây, anh có bấm sẵn cái con cốt đây rồi nhá. Cái con cốt này nó bằng là 11 căn 37 trên 74. Đấy, như vậy là anh sẽ tính nốt cái này nữa là sao? Anh lấy này, 30 căn 37 nhá. 30 này, căn này, 37 này, trên 37 này. Rồi anh sẽ chia cho là cái anh vừa tính thôi, đúng không? Là cái anh vừa tính cốt rồi mà. Em bấm bằng nhá. Thì kết quả là 60 phần 11. Được chưa? Đấy, kết quả rất đẹp, 60 phần 11. Rồi, đơn vị là cm. Xong rồi, đến đây thì chúng ta sẽ lấy tỷ lệ ra là chấm dứt nhé các em. Lúc này thì mình sẽ có cái tỷ lệ của AN mà các em chia cho AC ấy, thì nó chính là bằng 60 phần 11. Các em chia cho AC để cho nó bằng 8 nhé. Đó, thì mình chia xem được bao nhiêu nhé. 60 phần 11 các em chia cho 8 thì kết quả là 15 phần 22.
Đó, 15 phần 22. Vậy là chấm dứt bài toán này. Có dài không anh em? Có dài không? Có. Quá là khủng khiếp đúng không? Quá là khủng khiếp. Đấy, nhưng mà thực ra thì đúng là nó khó thật em ạ. Đấy, nhưng mà anh nghĩ là bài này khả năng cao nhé ngà ơi. Khả năng cao ấy là chúng ta sẽ phải dựng đấy. Bài này anh nghĩ là phải kẻ vẽ thêm em ạ, các em ạ. Được chưa? Bài này mình tính thế này nó quá là khó luôn ấy. Tính này nó quá là khó, tính tính bo, quá khó. Thì bài này anh nghĩ là các em có thể là phải kẻ vẽ thêm cái gì đúng không? Để anh nghiên cứu một chút xem sao. Nhá, sau đó anh sẽ gửi cho bọn em. Đấy. Nhưng mà bài này chắc chắn ấy là phải kẻ vẽ thêm chứ nó không tính bo như anh em mình này đâu. Chứ nếu mà tính bo như thế này thì nó anh nghĩ nó cũng hơi hơi quá sức của các em. Đấy, hơi quá sức. Đó. Rồi, bây giờ mình sang câu tiếp nhé các em. Mình sang câu tiếp luôn này. Đó. Này mà cho anh em làm chắc là trong phòng thi anh em toát mồ hôi luôn đấy nhờ. Rồi, tiếp nhá. Lại pha chế à? Lại pha chế rồi. Ô, cái bài pha chế này mình làm rồi mà, đúng không? Cái bài pha chế này mình học học nhiều lắm rồi. Thôi, chữa chữa nhanh nào. Nào. Trong một cuộc thi pha chế nhá, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 12 gram hương liệu, 9 lít nước, 300 Ôi, ml. cái này làm nhiều quá rồi anh ạ, làm sang đề mới đi, bởi vì cái bài kia mình làm mất thời gian quá, không thì không đủ hai đề đâu. Ok, lập Cái lập bài này bạn lập đã làm rồi. lập lập cho anh cái hệ coi. Từ từ đã, để em nhé. Đó, lại còn nháp nữa. Nào, học bây giờ chúng ta có mấy cái loại đây. À, chúng ta có hai loại đúng không? Loại A và loại gì? À, loại B đúng không? Được chưa? Loại A nhá, thì chúng ta sẽ có như sau này, chúng ta cứ ghi là hương liệu này, nước và đường đúng không? Hương liệu này, nước này và cuối cùng là đường nhá. Ok, loại A thì cần bao nhiêu? Đọc xem nào. Loại A thì cần 45 gram đường này. Đúng không? 1 lít nước này. 0,5 gram hương liệu này, đúng không? Thế còn loại B là bao nhiêu? Cần 15, Loại B. đúng không? 15 gram đường này, 1 lít nước này, 2 gram hương liệu, đúng không? Rồi, đó, thế thì bây giờ mình giả dụ là mình làm x, đúng không? Làm x lít loại A và y lít loại B nhá. Như vậy là chúng ta sẽ tính theo từng cột một nhé. Đầu tiên là cột hương liệu trước này. Thì mình sẽ có là 0,5x, đúng chưa? Cộng với 2 lần y nhá. Thì con này nhận nhiều nhất là bao nhiêu? Nhỏ hơn hoặc bằng 12. Ừ, đúng rồi, nhỏ bằng 12, chính xác là hương liệu đúng không? Tiếp tục. Nào, một lần x cộng với một lần y. Một lần y Nhỏ hơn hoặc bằng nhỏ hơn mà bằng 9, đúng rồi. Cuối cùng nào, 45 lần x. x cộng với 15 y Nhỏ hơn nhỏ hoặc bằng bằng 135. 315 đúng không? Rồi, tiếp tục. X đúng không? Lớn hơn 0. Y cũng lớn hoặc bằng gì? Được. Rồi, cuối cùng là tính cái hàm để tính tiền đúng không? Hàm tiền đúng không? Của mình bằng bao nhiêu nào? Rồi, 60 lần x đúng không? Cộng với 80 lần y. Và cái này phải bằng bằng mắc. Chuẩn chưa? Ok không? Đó, như vậy là xong câu 3 nhá. Ok chưa? Làm tiếp. Ừ, làm tiếp một chút nữa. Cho mình nghỉ nhá. Tiếp tiếp một tí nào. Rồi, tiếp nhá. Xem mấy cái này. Lạng Sơn đây nào. Ngoại bị cầu Giấy Hà Nội. Ô, sao ít đấy? Sao có mấy câu này? Cái này chắc không đủ rồi. Đánh vào đây nhá. Lấy cái đề đấy. Trong đây thì đề của họ làm đẹp này. Rồi, kiếm nào. Đề thi học kỳ 1. Ấy, sóc Anh sơn. nhìn mình quét này có cần phải trả tiền đâu. Không, tiền năng gì đâu nhé. Thế à? Ồ, à đây Sóc Sơn là cái trường của cái cô giáo làm cùng anh này. Nhưng mà hình như đề là sách kết nối hay sao ấy. Đây này là kết nối em ạ. Bởi vì nó có Một thống kê. có thống kê. Ừ, thôi rồi để anh xem cái đề nào mà Tính gì đâu? cánh diều. Cái này cũng thế này, úi sao nhiều trường kết nối đấy nhỉ? Chuyên Thái Bình thế nào?
À đây là lớp 11 rồi. Để xem một cái khác nha. Huế xem nào. Ui, lượng rác luôn mọi người ạ. Lại có quy rồi. Bắc Giang. Bắc Giang mình vừa làm này mọi người. Ui, người ta đánh lại để đẹp thế này cơ mà. Trời ơi. Trời ơi là trời ơi. À đây rồi. Nhìn thấy cái parabol là đúng rồi. Tải xuống nha. Ok, khoanh luôn nha các cậu. Nào, Mạc Đĩnh Chi Hải Phòng nào, bao nhiêu câu? Ui. Dài thế. 35 câu. Ok, nào, Mạc Đĩnh Chi với chúng tôi, dài luôn. Nào, câu 1. Câu 1, câu 1, câu 1. À thôi bây giờ xoay tua đây nhỉ. Trong đây có bao nhiêu người? Alo. Trừ cái ông Vũ Trung Hiếu này ra. Mờ Lem, Huyền Trịnh, Nga Bích, Vũ Duy. Ok, như vậy là có 1 2 3 4 5 người đúng không? 5 người nha. Bây giờ từng người đọc một. Đấy, cứ theo cái danh sách này luôn nha anh em. Anh em nhìn được không? Anh em nhìn được cái danh sách này không? Thằng Mờ Lem này, xong đến Huyền Trịnh này, xong đến Nga Bích, xong đến hai thằng kia, hai thằng béo, được không? Hợp lý không? Hợp lý nhá. Ok, chơi luôn. Nào đầu tiên thằng Huy đây. Huy đâu rồi? Thằng Mờ Lem đâu rồi? Nó chơi game anh ạ. Nó đang chơi game à? Câu một ý nào đúng? Câu 1 là ý Yeah anh hai. ạ. Rồi, câu 1 ra thôi, thế làm cùng nhau luôn cho nhanh. Câu 2 ý nào đúng mọi người? Đọc đề thật kỹ, fx lớn hơn hoặc bằng 0. Nào, fx lớn bằng 0 thì nó sẽ lớn hoặc bằng 0 trên trên cái vùng này này. Đúng không? Và cái vùng này. Đúng là từ 4 trở lên. Ừ, không phải đâu. Nó chạy trên cái vùng từ âm vô cùng nhá, âm vô cùng cho đến 1 và từ 4 đến dương vô cùng, tức là nó sang ở hai bên ngoài đấy, được chưa? Nó ở hai bên ngoài đấy, hình dung không? Đúng ạ. Ừ, nó bên ngoài nhá. Lớn nó bằng 0 là em hiểu là nó ở bên 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 trên này, anh đánh dấu này, màu đỏ đỏ ở bên trên đấy, thì tức là nó đánh sang hai bên ngoài. Được chưa? Đấy. Thế ví dụ như nó hỏi em là fx mà nhỏ hơn 0 thì sao? Thì tương đương. Từ 1 đến 4. Đúng rồi, 1 nhỏ x nhỏ hơn 4 nha, chính xác, em sẽ lấy vào vùng giữa là nó sẽ nhỏ hơn. Tức là cái đường parabol nằm ở trên cùng âm, đúng không? Nào câu số 3, nhanh. Nhanh này, nghiền đi. Bất phương trình bậc nhất hay ẩn ý B, đúng rồi, chính xác. Câu tiếp theo. Lấy máy tính bấm nào. Menu A. Chọn cho anh bậc 2, chọn cho anh dòng 1 thôi là được nhá. Được chưa? Rồi. Đó, bấm thử nhá, bấm thử xem là con này có luôn dương hay không nha, bấm này. 2023 âm 1 2024 bấm bằng. Nó báo tất cả các cái số thực đúng không? Như vậy đáp án đúng nghệ là fx phải lớn hẳn không, đáp án này D nha mọi người. Được chưa? Đó. Ok không? À, nếu mà anh em bấm không kịp thì anh em sẽ có thể bấm như anh được nhé. Em vào menu 9 nhá. 22, menu 922 anh em nhập vào đây 2023 này, âm 1 này, 2024 này, anh em bấm bằng nhá. Anh em thấy không? Nó báo y đúng không? Y là phương trình vô nghiệm anh em nhé, được chưa? Thì cái phương trình này này là cái phương trình vô nghiệm. Phương trình vô nghiệm. Phương trình vô nghiệm thì chứng tỏ là delta nhỏ hơn 0. Đúng không? Delta nhỏ hơn 0. Mà ở đây A của chúng ta bằng 2023 là lớn hơn 0. Vậy từ đó chúng ta suy ra ngay là fx của chúng ta lớn hẳn 0, đúng không? A dương delta âm thì con này lớn hẳn 0. Đáp án nó là ý cuối nha. Câu số 5 này. Cho hình vuông có cạnh bằng 2, tích vô hướng của AB và AC là bao nhiêu nhé? Chúng ta có thể phát qua cái hình vuông ở đây. Thì các em nhìn này, đây là A, B, C, D nhá, đúng không? Các em cần tính tích vuông của AB này và AC nhá, đúng không? Đó, thì nếu mà cạnh của hình vuông bằng 2 thì AB bằng 2, còn AC là đường chéo hình vuông nó phải bằng 2 căn 2 nhá. Như vậy lúc này tích vô hướng của mình nó bằng này, nó bằng 2 nhân 2 căn 2 nhân hai cạnh vào nhau đúng không? Và nhân với lại cốt 45 nhá, góc giữa hai cái vector này bằng 45, như vậy nhân với cốt 45. Rồi, mấy đứa bấm giúp anh xem nó bao nhiêu nào. Huyền bấm hộ anh cái về đây. Bằng đi. Bao nhiêu? Mọi người bấm thử giúp anh xem bao nhiêu cái nào. Bấm zoom mọi người ơi. 2 nhân 2 Bằng bằng 4 mọi người. 4 đấy chị, ok, đáp án là ý cuối nhá. Rồi.
Rồi em bấm xong. Câu tiếp theo. Mệnh đề nào sau đây là bất phương trình bậc 2 một ẩn nhá. Bất phương trình bậc 2 một ẩn mọi người chọn cho anh A nhá. Được chưa? Câu tiếp theo này. Cho tập hợp A. Rồi, tập hợp A được viết về dạng nào, đúng không? Con này là ý nào luôn? Ý B đúng không? Được chưa? Mọi người nhìn sang được luôn không? Tại không có dấu bằng, tại 5 thì không có, đáp án là ý B nhá. Câu số 8. Cặp số nào là nghiệm của con này nào? Mọi người kiểm tra giúp anh nào. Anh em tự kiểm tra đây mọi người ơi. X cộng y trừ 2. X cộng y trừ 2 bắt đầu can thử nha. Cuối anh ạ. Y cuối á. 2x trừ 3y cộng 2. 2x trừ 3y cộng 2 mà em can trừ 1, 1 vào. Trừ 1 vào. Là bằng trừ 3. Là bằng trừ 3 thì không được, y cuối không được đâu. Check lại nào. Thế là ý B. Ý B đúng rồi. Nha, câu này đáp án đúng là ý B. Được rồi. Nào tiếp. Câu số 9 nào. Cho cái phương trình này đúng không? Ok, thế thì đối với phương trình này các em phải giải rồi. Cái này các em phải giải ra. X trừ 1 lớn hơn bằng 0 này, bình phương hai vế lên thì mình được là 2x bình này trừ 3x này, trừ cho 5 đúng không? Thì nó bằng là x trừ cho 1 tất cả bình. Anh khai triển luôn nhá. X bình trừ 2x cộng 1 đúng không? Rồi dòng bên trên thì mình có x lớn bằng 1. Dòng dưới mình chuyển vế sang thì mình được là x bình này trừ x này trừ 6 này bằng 0. Rồi, các em giải hộ anh cái phương trình bên dưới với. X bình dưới trừ 6 bằng 0. Nghiệm là 3 với âm 2 đúng không? 3 với cả âm 2. Thế thì các em phải loại đi cái nghiệm âm 2 này rồi. Lấy cái nghiệm 3 nhé. Như vậy thì chúng ta sẽ chỉ có tích các nghiệm á. Ô, thế con này đâu ra đủ nghiệm nhỉ? À, đây là x cộng 1 à? Ôi giời ơi, x cộng 1 các ông ạ. Thế mới đáng lòng chứ. Buồn. Chết rồi, tôi già rồi các ông ơi. Đây là x cộng 1 các ông ơi. X cộng 1, thế là x cộng 1 tất cả bình. Thế đây là cộng vào đây. Như vậy là mình chuyển sang, như vậy là được là trừ 5x nhá. Trừ 5x cộng 6. Vậy cái chỗ này là x nó phải lớn hơn âm 1 này. X phải lớn âm 1 nhé. Thế thì bây giờ cái nghiệm này bỏ hết này. Thế nó mới đáng lòng các ông ạ. Đấy. Già quá rồi. Chết thật, nhìn đề còn nhìn sai này. Hỏng hết bánh kẹo rồi công ơi. Nghiệm là 3 với cả 2. Ok, x bằng 3 với cả x bằng 2. Ừ rồi, đều thỏa mãn hết đúng không? Thế thì nhân vào nhau bằng 6. Ừ, ý A luôn, ok. Ôi giời ơi, nhìn cái phương trình còn nhìn sai. Buồn thế nhỉ? Nào, câu 10 nào. Cái nào là mệnh đề toán học anh em? Mới là ý đi cuối. Ừ, đúng rồi, tiếp nào. Khẳng định đúng nào. Đúng là ý C. Đúng rồi, ý C là đúng. Tiếp. Câu tiếp. Một B, C, C, A, ý C. Ừ, tốt. 12C, 13 nào. Định lý Cauchy nào. Căn bậc 2 của 3 bình cộng 5 bình trừ 2 nhân 3 nhân 5 đúng không? Nhân với lại cos của 120 độ đúng không? Nào, anh em bấm vào thân. Bao nhiêu? 7. Ok, thank you em, bằng 7 nhá mọi người. Ừ. Câu 14 nào. Ừ. Con này có đuôi ở đâu đây? Đuôi ở trên. Đuôi ở trên cao đúng không? Phải ghi C đi. Ừ, phải ghi C nhá. Rồi, điểm cắt là chỗ nào đây? Âm 1 đúng không? Điểm cắt là âm 1 nhá, thì chắc chắn là ý cuối luôn nhá, bởi vì chỉ có một ý cuối nó mới có cái điểm cắt là âm 1 thôi, đúng không? Mọi người có nhìn được điểm cắt không? Điểm cắt được chưa? Điểm cắt về OI ấy, là âm 1 thì chỉ có ý cuối nó mới ra âm 1 thôi nhá. Được chưa? Ừ. Vâng. Ok. Rồi, câu tiếp luôn này. Cho O là tâm của hình bình hành ABCD nào. Viết qua nhá. Đây là hình bình hành này.
Rồi A B C D nhá. Có O là tâm này. Nào A O trừ D O nhá. Nào A O này. Nào A O nhá. Trừ cho D O anh viết thành cộng gì? Cộng với O D. Bằng A D đúng rồi. Như vậy nó bằng A D luôn đi. Nó bằng nhanh. Ừ. A D thì bằng con nào luôn kem? A D. Rồi A D bằng B C. Đáp án là C nhá. Rồi câu 16 này. Con nào là hàm số bậc 2? Con nào là hàm bậc 2? Không, đáp án là ý C em ạ. Nhá. Được chưa? M bình cộng 1 luôn dương cho nên nó mới không bị khử đi hệ số cao nhất em ạ. Được chưa? Chứ còn ý cuối không phải đâu, bởi vì ý cuối nếu mà A bằng 0 thì nó không phải là bậc 2 đâu. Nhá. Được chưa? Nếu A bằng 0 thì nó xịt nhá. Ý cuối này sai do A bằng 0 nhá. Được chưa? Vì nếu A bằng 0 thì mình sẽ có là y bằng trừ 3x cộng 4 đúng không? Chuẩn chưa? Có đúng không? Còn ý C thì cái hệ số cao nhất thì em yên tâm là kiểu gì nó cũng khác không rồi, mà bình cộng 1. Ừ. Câu 17 nào. Cho hàm số có đồ thị như cái hình vẽ như thế này. Nào. Khẳng định nào, khẳng định đúng không? Ừ. Lạ đâu. Em cứ nhớ đây này. Đồng biến thì là đi lên nhá. Đồng biến thì là nó đi lên, còn nghịch biến nó đi xuống thôi. Nào. Check. Hàm số nghịch biến trên khoảng 0,8 thôi sai luôn em ơi. Từ 0 mà sang đến 8 nhá. Thì cái hàm này vừa đi gì đấy? Vừa đi xuống vừa đi lên đúng không? Đúng chưa? Vừa đi xuống vừa đi lên như vậy là vừa đồng biến vừa nghịch biến, ý A không đúng các em ạ. Được chưa? Cuối Ý A không đúng, ý cuối đúng à? Nào, check ý cuối nào. Hàm số nghịch biến trên khoảng 4,8 đúng rồi, tốt. Trên khoảng từ 4 đến 8 này, trên khoảng từ 4 đến 8 cái hàm của mình đi gì đấy? Đi cắm đầu đi xuống đúng không? Như vậy nó nghịch biến rồi, đáp án là ý cuối. Rồi, 17 xong, 17 ý cuối nhá. Huyền hiểu kịp không em? À lui, à lui. Ờ chắc là hiểu đúng không? Ok. Nha, đây này em nhìn này. Khi mà x của em chạy từ 4 sang 8 em có thấy anh quanh tròn thấy không? Khi mà x chạy từ 4 sang 8 thì cái phần hàm của mình em có thấy nó đi xuống không? Đó. Thì nó đi xuống thì người ta gọi là nghịch biến thôi nhá. Đấy. Ví dụ như con này ngoài cái việc nó nghịch biến trên 4,8 ấy thì nó còn nghịch biến trên một vùng nữa. Mấy đứa có biết là vùng nào không? Nó còn nghịch biến trên vùng từ 0 sang mấy? 0 sang 2 đúng không? Từ 0 sang 2 mấy đứa có thấy nó đang đi xuống không? Đó thì nó còn nghịch biến trên 0,2 và nó đồng biến trên vùng nào? Nó sẽ đồng biến nhá, nó sẽ đồng biến trên một cái vùng đó là vùng từ 2 sang mấy? 2 sang 4 đúng không? Từ 2 sang 4 nó đi lên, đúng chưa? Đồng biến trên vùng từ 2 sang 4. Đúng không? Đó, còn nghịch biến trên vùng 0,2 và vùng 4,8. Cứ nhớ là đồng biến là đi lên, nghịch biến đi xuống là được. Đó. Được chưa? Anh em không hiểu anh em phải bật mic nhá. Đấy. Câu 18 này. Tọa độ giao điểm của hai con này. Xét chương trình nữa là điểm. Đúng rồi, chúng ta sẽ viết như sau này. X bình phương trừ 7x cộng với 12. Cái này kem cho anh bằng với trừ x cộng 4. Chuyển vế sang nào. X bình, đúng không? Trừ 6x, đúng không? Cộng 8 bằng 0. Nào, giải cho anh xem là con này có bao nhiêu nghiệm nào. Xin nghiệm nào. Mod 922 giải nghiệm đi. Nghiệm là mấy? Nghiệm x bằng mấy? X bằng 4 đúng không? Với x bằng 2 chuẩn chưa? Yeah. Ừ, ok nhá, được rồi. Với x bằng 4 nha, thì anh khuyên này, nghe kỹ nha. Chúng ta nên thay vào đâu đây? Để anh dùng hai lại đây. Nha, kem nên thay vào cái con đằng trước này cho anh nha. Kem nên thay vào cái con đằng trước này giúp anh, được chưa? Nào, với x bằng 4 thì y của mình nó phải bằng 0, đúng chưa? Với x mà bằng 2 ấy, thì y của mình nó bằng 2, được chưa? Như vậy mình sẽ có hai điểm, đó là điểm 40 và điểm 22. 40 và 22 đáp án là ý đầu tiên nhá. Rồi, 18 chốt là ý A. Nên thay vào con bậc 1 nha. Được chưa? Đừng thay vào con bậc 2. Nên thay vào con bậc 1. Nào, câu 19 nha. Cho bất phương trình. Rồi, x bình trừ 6x cộng 4 lớn 0. Nào, lấy máy tính vào menu A nào. Menu A, chọn bậc 2. Chọn lớn 0 là dòng 1. Nhập hệ số 1 âm 6 xương 4. Bấm bằng. Được rồi, bấm nút S sang D. Nó bảo mình này. X của mình nha. Cái này là phải đánh sang hai bên nhé mọi người nhé, đánh sang hai bên đấy. Thì x của mình sẽ phải nhỏ hơn 0,76 và lớn hơn 5,23 nhé, được chưa? Đó, x của mình nhỏ hơn 0,76 và x của mình phải lớn hơn 5,23. Thế thì con nào là con thỏa mãn các em? Con nào là con thỏa mãn? Đó là con C nhé các em nhé. Âm 1 thì nó sẽ thỏa mãn cái nhỏ hơn 0,76 các em ạ, đúng chưa? Nhá, âm 1 ý, thì sẽ thỏa mãn là nhỏ hơn 0,76. Vậy các em chọn cho anh đáp án là ý C nhé.
Ok không? Thế còn kem có thể thay luôn được. Đây, thay luôn cho nó nhanh, đỡ phải giải kiểu này. Kem bấm luôn x bình này, x bình trừ 6x này, cộng với 4 này. Em bấm can. Em can cho anh số âm 1 này. Can số âm 1 nhé, bấm 3. Âm 1 và nó ra bằng 11 đúng không? 11 thì kiểu gì mà chả lớn hơn không? Đáp án là ý C nhé anh em. Rồi, cho sang câu 20 này. Số nghiệm nguyên của bất phương trình này là bao nhiêu? Kem vào menu A này, chọn cho anh bậc 2 này. Rồi, ở đây nhỏ bằng 0, kem chọn cho anh dòng 4 nha. Dòng 4 là nhỏ bằng 0. Nhập hệ số vào này. 2 này, âm 3 này. À, đây là 2 đúng không? Âm 3 này, âm 15 này. Rồi, 2 âm 3 âm 15 bấm bằng nhá. Rồi, sau đó kem bấm nút S sang D cho anh nhá, bấm nút S sang D. Nó đổi cho em này. Đấy nha. Con x của em nằm kẹp giữa nha, x nằm kẹp giữa này. Nằm kẹp giữa âm 2,089 và 3,589, được chưa? Âm 2,589. À, âm 2,0 chứ nhỉ? À, âm 2,089 nhá, cho anh em. Âm 2,089. Âm 2,08 này. Rồi, nhỏ hơn hoặc bằng x, nhỏ hơn hoặc bằng 3,589 đúng không? 3,589. Đó, rồi. Thế bây giờ mình sẽ lấy những con x nằm trên cái vùng này nhá. Thì kem sẽ lấy cho anh là từ âm 2 này, đúng không? 1 này, 0 này, 1 này, 2 và 3 nhá kem nhá. Thì đây là những 6. ừ, 6 con, đáp án đúng là IA. Đó. Rồi. Anh ơi, sắp xong chưa? Bố mẹ em ăn cơm rồi. Ừ, ok, thế mình làm thêm một chút nữa đi. Thêm một tí thôi, đánh xem nào. Nào câu tiếp theo. Trong các cái phát biểu sau thì phát biểu nào đúng? Ý A không đúng đâu. Mọi nghiệm của phương trình fx bằng gx thì đều là nghiệm của phương trình này, cái này không đúng. Tập nghiệm của con này là tập nghiệm của phương trình này. Ừ, cái này cũng không đúng đâu. Tập nghiệm của phương trình căn bằng căn là tập nghiệm của phương trình fx bằng g mà thỏa mãn là con này kem chọn cho anh là ý C nhé. Căn fx bằng căn gx ấy, thì kem cần phải giải là f bằng g, đúng rồi, bình phương hai vế thì nó sẽ mất căn thôi, nhưng mà kem phải nhớ là phải có thêm điều kiện nha. Đây đấy, những cái ý kia thì nó sẽ không có điều kiện đâu, chỉ có ý C này có điều kiện thôi. Đó, được chưa? Đó, kem lấy cho anh ý C nhé. Đấy, cái dạng căn căn A bằng căn B đấy thì kem phải giải là A bằng B, bình phương hai vế thì nó mất căn mà, đúng không? Ngoài ra thì chúng ta cần phải lấy thêm điều kiện nữa nhé, là A lớn bằng 0 hoặc B lớn bằng 0, đấy điều kiện của biểu thức trong căn đấy. Ừ. Còn mấy câu nữa thôi. Ừ. Hay là để sang năm mới mình học tiếp nhỉ? Hay để sang năm mới học tiếp nha anh em. Vâng, cũng được anh ạ. Ừ, thế sang năm mới mình học tiếp đi. Rồi anh em đi ăn cơm cũng được. Hợp lý không anh em? Ok. Thế anh em nghỉ ngơi đi anh em. Ừ, ok, tạm biệt mọi người. Anh. Ừ. Ra. Ừ, ok em.